Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1461, Thiên Lang ưu tiên. Khi âm thanh kia vang lên thì một người đàn ông còn trẻ xuất hiện trước mặt mọi người, người này mặc thanh sam, dung mạo bình thường, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Này, chú là ai? Liễu Mộng bất mãn nói. Ngươi là Nhiếp Tử Hùng sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông thanh sam. Đúng vậy, ta là Nhiếp Tử Hùng. Người đàn ông thanh sam cười nhạt một tiếng. Nhưng ta tin các người biết một cái tên khác của ta hơn, là Bách Thiên Lang. Cái gì, Bách Thiên Lang, Thiên Lang ưu tiên Bách Thiên Lang. Nguyệt Thanh Nhã chợt lắp bắp kinh hãi. Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị cũng biến đổi, rõ ràng cái tên Bách Thiên Lang này cũng là thứ nàng từng biết. Đúng vậy, ta là ưu tiên Bách Thiên Lang. Nhiếp Tử Hùng cười nhạt một tiếng. Chắc chắn các người cũng biết, ta là kẻ địch của Vấn Thiên Quân, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Đường đường là Thiên Lang ưu tiên, bây giờ cũng cần hợp tác với người khác sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Hùng, rõ ràng nàng không tín nhiệm đối phương. Nếu không phải thấy các ngươi giết chết phân thân của Vấn Thiên Quân, ta cũng sẽ không muốn hợp tác. Bách Thiên Lang hóa thân thành Nhiếp Tử Hùng cười nhạt một tiếng. Uy lực của Chu Tiên kiếm trận cũng phải làm cho ta sợ hãi, điều không hoàn mỹ chính là tu vi của các nàng quá thấp, với tu vi đó bây giờ căn bản không địch lại Vấn Thiên Quân. Chẳng lẽ ngươi chống lại được Vấn Thiên Quân? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo ta biết thì ngươi cũng có tu vi phân thần hậu kỳ, nhưng nếu phải ra tay thì cuối cùng ngươi cũng sẽ bại vì Vấn Thiên Quân. Nếu không thì năm xưa sao ngươi thiếu chút nữa bị thủ hạ của Vấn Thiên Quân xử lý, phải hốt hoảng bỏ chạy. Năm xưa nếu không phải là Vấn Thiên Quân sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ta sẽ thảm bại vậy sao? Bách Thiên Lang hừ một tiếng, trong giọng nói có chút tức giận, nhưng ngay sau đó giọng điệu của hắn lại trở nên hòa hoãn. Dạ Ngọc Mị, ngươi nói không sai, dù Vấn Thiên Quân có cùng ta đối địch, ta cũng không thể nào đánh bại hắn, cũng vì thế mà ta vào thế giới này cũng không phải muốn đuổi giết Vấn Thiên Quân. Bách Thiên Lang nói đến đây thì quay sang nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Thực tế ta muốn đến giết vị phiêu miểu tiên tử này. Bách Thiên Lang, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt căm tức nhìn Bách Thiên Lang. Ngươi có thù oán với Vấn Thiên Quân, nào có liên quan đến cô ấy? Bách Thiên Lang cũng không tức giận, hắn cười nhạt một tiếng. Dạ Ngọc Mị, người dù xa cách đại lục Tiên Vân 20 năm nhưng cũng nhớ rõ thù hận giữa ta và Vấn Thiên Quân vào 40 năm trước chứ. Ta nhớ rõ. Nguyệt Thanh Nhã lúc này nói. 40 năm trước ngươi cố gắng làm nhục Thủy Nguyệt Tiên Tử, sư tôn rồi đến đánh ngươi trọng thương, nhưng Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng bị ngươi đánh trọng thương. Sau này Thủy Nguyệt Tiên Tử bắt đầu bế quan, mãi đến 20 năm trước còn chưa xuất quan. Không sai, các người biết rõ chỉ là như thế. Bách Thiên Lang khẽ gật đầu. Ý của ngươi là không phải như vậy. Dạ Ngọc Mị hỏi ngược lại. Năm đó Thủy Nguyệt chủ động quyến rũ ta, sau đó thừa dịp ta không sẵn sàng mà đánh lén làm ta bị thương, Vấn Thiên Quân lại xuất hiện tấn công, ta tu vi thấp hơn hắn một chút, tất nhiên là trọng thương. Bách Thiên Lang bình tĩnh thuật lại chuyện cũ 40 năm trước. Đáng tiếc là Vấn Thiên Quân vẫn đánh giá thấp ta, hắn vốn tưởng có thể đánh chết ta nhưng lại để ta thoát đi. Trước khi trốn đi ta còn chém đứt cặp chân của Thủy Nguyệt Tiên Tử, biến nàng thành tiên tử không chân. Chúng ta vì sao phải tin ngươi? Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng. Có tin hay không là tùy ngươi. Bách Thiên Lang cười nhạt một tiếng. Thủy Nguyệt bị phế hai chân, nàng vốn định cải tạo thân thể nhưng đáng tiếc tu vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ, mà quan trọng là với thiên tư của nàng, cộng thêm khi đó nàng đã có tuổi, nếu muốn tu luyện thì đến chết cũng không đạt được cấp độ phân thần kỳ. Vì thế mà nàng ta dần bỏ đi ý nghĩ cải tạo cơ thể, mà muốn chiếm lấy cơ thể của người khác. Bách Thiên Lang nói đến đây thì nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã, trong giọng nói có chút trào phúng. Nguyệt Thanh Nhã, ai cũng cho rằng Vấn Thiên Quân nhìn chúng thiên tư của ngươi, muốn cho ngươi kế thừa phiêu miểu tiên môn. Nhưng ngoài Vấn Thiên Quân và Thủy Nguyệt ra thì chỉ có ta là biết được, Vấn Thiên Quân sở dĩ chọn ngươi, vì ngươi có cơ thể tốt mà thôi, ngươi chính là thân thể mà Vấn Thiên Quân chọn ra cho Thủy Nguyệt. Nếu không phải ngươi và Dạ Ngọc Mị đến thế giới này, chỉ sợ bây giờ ngươi không còn là Nguyệt Thanh Nhã, mà đã là Thủy Nguyệt từ lâu rồi. Không, điều đó là không thể. Nguyệt Thanh Nhã rõ ràng không thể tin. Ngươi có tin hay không cũng được, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, đó là nguyên nhân mà ta muốn giết ngươi. Bách Thiên Lang thản nhiên nói.
Ta không biết Vấn Thiên Quân và Thủy Nguyệt vì căn cứ vào điều kiện gì mới chọn cơ thể của ngươi, nhưng ta biết ngươi là người duy nhất phù hợp với yêu cầu của bọn họ, cũng vì thế mà khi Dạ Ngọc Mị làm ngươi biến mất khỏi Đại Lục Tiên Vân, Vấn Thiên Quân thiếu chút nữa thì điên cuồng. Vì vậy mà hắn ra tay tàn sát hơn 3.000 đệ tử của Nhật Nguyệt Tiên Môn, hắn bỏ ra 20 năm thời gian để cố gắng tìm ngươi quay về. Với thực lực của ta bây giờ vẫn không bằng Vấn Thiên Quân, vì vậy ta mới muốn đến để giết chết ngươi, hủy diệt thân thể mà Vấn Thiên Quân nhìn chúng. Nếu đã như vậy sao bây giờ ngươi còn muốn hợp tác với chúng ta? Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng. Vì ta thấy cơ hội giết chết Vấn Thiên Quân. Bách Thiên Lang thản nhiên nói. Không thể không nói từ Hạ Thiên đến Cơ Thanh Ảnh và đến cả ngươi đều cho ta ngạc nhiên, thế giới này vốn không thể tu luyện nhưng ngươi lại lên đến cấp phân thần kỳ, Cơ Thanh Ảnh lúc đến đây chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng bây giờ đã là phân thần kỳ. Nói thật, ta cũng không biết vì sao các người làm được như vậy, nhưng ta tin các người có phương pháp tăng lên tu vi trong thời gian ngắn. Thì sao? Dạ Ngọc Mị tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, các người có thể mất một tháng biến Cơ Thanh Ảnh từ Nguyên Anh sơ kỳ lên phân thần kỳ. Ta cũng tin các người có thể bỏ ra một tháng biến một cao thủ phân thần kỳ lên cấp cao hơn, cũng chính là hợp thể kỳ. Trong mắt Bách Thiên Lang lóe lên cái nhìn chờ mong, còn có chút hưng phấn. Dù là các người có tin hay không thì các người và Vấn Thiên Quân đã không còn con đường hòa hoãn, không phải hắn chết thì cũng là các người chết, nhưng nếu các người có thể cho một người lên hợp thể kỳ, như vậy sẽ có thể xử lý Vấn Thiên Quân. Nếu chúng ta có thể tự mình giết chết Vấn Thiên Quân thì cần gì phải hợp tác với ngươi? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Vì các người cần thời gian. Bách Thiên Lang dùng giọng không nhanh không chậm nói. Ta tin tưởng các người có biện pháp tăng tiến tu vi nhưng không thể nào biến một người trong một ngày thậm chí là một hai canh giờ tiến từ phân thần kỳ lên hợp thể kỳ. Thực tế Vấn Thiên Quân sẽ chỉ có thể quay lại trong thời gian ngắn, mà ta cũng chỉ cho các người thời gian ngắn mà thôi. Bách Thiên Lang dừng lại một chút rồi nói. Các người biết rất rõ, bây giờ ta chỉ là phân thân. Nhưng bản tôn của ta ở Đại Lục Tiên Vân có thể ngăn cản Vấn Thiên Quân, nếu muốn kéo dài một thời gian là hoàn toàn có thể. Ngươi có thể kéo dài được bao lâu? Dạ Ngọc Mị trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Ít nhất là nửa tháng, nhiều là một tháng. Bách Thiên Lang suy nghĩ một chút rồi nói. Được, chúng ta hợp tác với ngươi, ngươi lập tức đi chặn Vấn Thiên Quân lại. Dạ Ngọc Mị lập tức đưa ra quyết định. Ngươi rất sảng khoái, được, ta sẽ đi chuẩn bị. Bách Thiên Lang thật sự thỏa mãn, hắn không nói nhảm mà nhanh chóng biến mất. Tiểu Mị, có thể tin được Bách Thiên Lang này sao? Nguyệt Thanh Nhã không nhịn được phải hỏi. Ngoài tin hắn ra thì chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Ngươi đã nói Vấn Thiên Quân sẽ đi qua, nếu như vậy chúng ta chỉ có thể chọn cách tin hắn, nếu không chúng ta chỉ còn con đường chết, bây giờ cũng không nghĩ nhiều nữa, chúng ta mau gọi tên khốn kia quay về. Mị Di. Tôi sẽ đi điện thoại cho Hạ Thiên. Tống Ngọc Mị tất nhiên ủng hộ Dạ Ngọc Mị, nàng đã sớm muốn xuống sườn núi gọi điện thoại, vì ngày hôm qua trên Thanh Phong Sơn đã lắp điện thoại cố định, muốn liên lạc với bên ngoài cũng không cần ra ngoài Càn Khôn đại trận. Vợ Mị Mị, không cần đi gọi điện thoại, tôi đã về rồi. Âm thanh của Hạ Thiên vang lên, một giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Sao cậu về nhanh được như vậy? Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có hơi lạnh. Em chân dài, tôi biết rõ chị nhớ đến mình, vì vậy mà lập tức quay lại, vì vậy mà vừa đúng lúc chị muốn tìm tôi. Hạ Thiên cười hì hì. Chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê. Đến lúc này mà cậu còn có thể nói như vậy sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Ủa, chỗ này vừa xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên ngẩn ngơ, hắn tỏ ra vô tội, hắn còn chưa biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Mọi người đi đến chỗ ở, chúng ta cùng thương lượng đối sách. Nguyệt Thanh Nhã thở dài, nàng biết bây giờ là lúc nên tìm biện pháp đối phó được rồi. Nửa giờ sau, bên ngoài một căn nhà gỗ trên sườn núi, một người đàn ông và 16 người phụ nữ cùng ngồi một chỗ, người đàn ông duy nhất này là Hạ Thiên, mà hắn cũng đã biết những gì đã xảy ra. Tôi biết ngay Vấn Thiên Quân không phải là thứ gì tốt, quả nhiên là đến cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi. Hạ Thiên thì thào nói, không cần quan tâm hắn là ai, chúng ta phải xử lý hắn. Không được nói những lời vô nghĩa, Vấn Thiên Quân nếu thật sự ở đây, hắn không cần ra tay cũng làm cho cậu hình thần câu diệt. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Cậu nên nghĩ nên làm thế nào để tăng công lực lên đi, nếu không thì sớm bỏ chạy là vừa. Chương 1462, Nghịch Thiên Đệ Thất Châm.
nếu tôi có thể học được đệ thất châm, dù có 10 vấn thiên quân đến đây thì tôi cũng có thể đánh văng. Hạ Thiên dùng giọng không phục nói. Tiểu bại hoại, nhưng cậu còn chưa học được đệ thất châm mà vấn thiên quân kia lại sắp đến đây. Liễu Mộng nói, nàng cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi trên người hắn, cũng không thèm quan tâm đến mười mấy mỹ nữ nhìn vào mình. Không thể không nói đây là lần đầu tiên các bà vợ của Hạ Thiên được tập hợp đông đủ như thế, dù chưa đầy đủ nhưng cũng có đa số ở chỗ này. Chu Tiên kiếm trận cần 13 người để luyện tập, kiếp trận tổng cộng chia làm 4 phương vị, mỗi phương vị cần 3 người, người cuối cùng có nhiệm vụ tới lui trong kiếm trận, tiến hành chiêu thức tấn sát cuối cùng. Không lâu trước đó thì hành động của Dạ Ngọc Mị chính là của người thứ 13 trong trận pháp, nàng tiến hành công kích xử lý Nguyên Anh của Vấn Thiên Quân. Cũng vì tu luyện kiếm trận Chu Tiên này mà nhiều bà vợ của Hạ Thiên được đưa đến Thanh Phong Sơn, trong những bà vợ ở thành phố Giang Hải thì ngoài Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama, tất cả những bà vợ khác đều đến đây. Gồm có Liễu Mộng, Liễu Vân Mạn, Tôn Hinh Hinh, Lãnh Băng Băng, An Khả Khả, Diệp Mộng Oánh, Thư Tịnh, Sở Giao, Triệu Yêu Yêu và bạn gái nhỏ Vương Tiểu Nha, tăng thêm Ninh Khiết, Tống Ngọc Mị và Cố Hàm Sương thì vừa vặn có 13 người. Lúc đầu Nguyệt Thanh Nhã cho mọi người luyện tập Chu Tiên kiếm trận. Nhưng sau đó phát hiện Lãnh Băng Băng có mang và không phù hợp, vì sẽ nguy hiểm với đứa bé trong bụng, vì vậy mà người thứ 13 trong kiếm trận do nàng thay thế. Còn Lãnh Băng Băng cũng không bỏ gì, nàng chủ động yêu cầu ở lại chăm sóc mọi người, bây giờ trên núi có nhiều người, những chuyện như cơm nước cũng rất cần. 13 mỹ nữ cộng thêm Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị, còn có cả Ngải Vi Nhi mà Hạ Thiên vừa đưa đến, vừa vặn có thể gom thành 4 bàn mạt trược. Ngải Vi Nhi ngáp một cái, nàng có chút chóng mặt. Tối qua nàng đang ở Tây Đô và bị đánh cho một gậy vào đầu, sau đó bị Hạ Thiên ăn sạch sẽ chết đi sống lại, kết quả là tỉnh lại thì thấy mình đang ở Thanh Phong Sơn, sau đó còn thấy một nhóm mỹ nữ. Sắc lang chết tiệt này có nhiều mỹ nữ như vậy sao? Ngải Vi Nhi thầm mắng Hạ Thiên, sau đó nàng nhìn Nguyệt Thanh Nhã, trong lòng có chút tự ti, trên đời này còn có người xinh đẹp vậy sao? Đợi đến khi thấy Dạ Ngọc Mị thì nàng càng thêm tự ti, người này xinh đẹp và còn có dáng người không thể tốt hơn. Thái quá vậy sao? Ngải Vi Nhi gần đây rất tự tin vào dáng người của mình nhưng lúc này cũng có chút mất tự nhiên. Tôi có biện pháp đẩy mạnh tu vi của mọi người, có muốn thực hiện hay không thì phải xem các người thế nào. Khi Ngải Vi Nhi đang thầm oán Dạ Ngọc Mị, lúc này Dạ Ngọc Mị lên tiếng. Tiểu Mị, cô thật sự có biện pháp sao? Nguyệt Thanh Nhã chợt chấn động. Nhật Nguyệt Tiên Môn chúng ta có rất nhiều pháp quyết hạ lưu để tu luyện, nếu nói về thái bổ thì có rất nhiều. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Thái bổ khác với song tu, vì thái bổ sẽ tổn hại một bên mà song tu thì có lợi cho hai bên, vì vậy mà Nhật Nguyệt Tiên Môn cũng không đề xướng dùng phương thức thái bổ để tu luyện. Nhưng bây giờ thời gian rất gấp, các người có thể dùng phương pháp này, hơn nữa vì sự thần hiệu của nghịch thiên bát châm, vì vậy mà thái bổ căn bản không tổn hại. Thái bổ. Nguyệt Thanh Nhã ngây người. Tiểu Mị, công pháp này gây đau đớn cho cơ thể sao? Bình thường thật sự là như vậy, nhưng tôi có một pháp quyết không tổn thương thân thể, pháp quyết này chỉ là chuyển công lực từ một người lên người khác, nhưng lại có thể khống chế được là sẽ chuyển đi bao nhiêu. Thật ra cái này và thâu công là không khác biệt gì nhiều, nhưng cách vận chuyển công lực có chút khác biệt mà thôi. Dạ Ngọc Mị bây giờ thật sự có chút thay đổi, tuy lúc nàng nói vẫn chưa quá mức nhiệt tình, nhưng ít nhất cũng không băng lạnh như trước. Hạ Thiên thầm đắc ý, quả nhiên là mình lợi hại. Khối băng Dạ Ngọc Mị này cuối cùng cũng bị mình hòa tan. Tiểu Mị, dù chúng ta có vận chuyển công lực sang cho Tiểu Thiên, hay Tiểu Thiên chuyển công lực sang cho một người trong số chúng ta, như vậy cũng không thể nào tạo ra một cao thủ phân thần hậu kỳ được. Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm nói. Thật ra với công lực của chúng ta, nếu vận chuyển đến một người, chỉ sợ không đến phân thần hậu kỳ, càng chưa nói đến hợp thể kỳ. Bây giờ cô là Kim Đan hậu kỳ, hắn là Nguyên Anh trung kỳ. Nếu hắn chuyển một phần công lực sang cho cô, như vậy cô sẽ tiến lên Nguyên Anh sơ kỳ, cô cho rằng tu vi của hắn sẽ giảm đi nhiều lắm sao? Dạ Ngọc Mị nhìn Nguyệt Thanh Nhã rồi hỏi. Ít nhất thì cậu ấy vẫn còn là Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyệt Thanh Nhã trả lời hầu như không chút do dự, trong đầu nàng không khỏi lóe lên linh quang. À, tôi hiểu rồi, cô nói là trước tiên Tiểu Thiên chuyển công lực sang cho tôi, sau đó thi triển đệ lục châm, như vậy tôi sẽ tiến lên phân thần kỳ. Khi thi triển đệ lục châm thì công lực của cậu ấy sẽ tiếp tục tăng lên, ít nhất cũng có thể thu về những gì trước đó đưa sang cho cô, sau đó cậu ấy lại tiếp tục chuyển sang cho người khác. Dạ Ngọc Mị chậm rãi nói. Dựa theo phương án này,
tình huống kém cỏi nhất thì cậu ấy cũng giữ được thực lực nguyên anh trung kỳ mà tất cả chúng ta biến thành cao thủ phân thần kỳ, nhưng tôi lại cảm thấy công lực mà cậu ấy cho đi không bằng thu vào, vì vậy cuối cùng công lực của cậu ấy vẫn có thể gia tăng không ít. Ôi, biện pháp này rất tốt, lúc đó mười mấy người chúng ta có thể đánh cho lão già Vấn Thiên Quân thành đầu heo. Liễu Mộng vỗ tay khen hay. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu. Sự việc không đơn giản như vậy, dù theo phương pháp này thì chúng ta có thể tạo ra hơn 10 cao thủ phân thần kỳ, nhưng chúng ta chỉ là phân thần kỳ sơ kỳ, nếu đứng trước mặt phân thần hậu kỳ thì căn bản đừng nói là 10 người, dù là 100 cũng chỉ có con đường chết. Đúng vậy, khi lên đến cấp phân thần thì kém mỗi một cấp sẽ tạo nên chênh lệch cực đại, chỉ xét đơn thuần về linh khí trong cơ thể thì phân thần trung kỳ chỉ là gấp đôi sơ kỳ, nhưng 10 phân thần sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của phân thần trung kỳ. Còn phân thần hậu kỳ nếu so sánh với phân thần trung kỳ thì cũng có số linh khí nhiều hơn gấp đôi, nhưng dù là 100 phân thần trung kỳ cũng không thể đánh bại phân thần hậu kỳ. Đẳng cấp chênh lệch căn bản không thể nào dùng số lượng để đền bù. Dạ Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng tương đối tán thành lời nói của Nguyệt Thanh Nhã. Ủa, chị Thanh Nhã, chị Ngọc Mị, nghe lời của các chị, hình như em tìm ra được một công thức. Tiểu Yêu Tinh rất mẫn cảm với chữ số chợt hô lên. Có phải là 4 người tu tiên phân thần sơ kỳ cùng hợp lại sẽ tạo ra một phân thần hậu kỳ? Nói như vậy chúng ta dồn công lực cho chồng không được sao? Đúng vậy, đó là trên lý luận, linh khí của 4 phân thần sơ kỳ sẽ tương đương với một phân thần hậu kỳ, mà 8 phân thần sơ kỳ sẽ tương đương với một hợp thể sơ kỳ. Nếu đưa tất cả mọi người lên phân thần kỳ, sau đó cùng dồn công lực cho Hạ Thiên, như vậy hắn tiến lên hợp thể kỳ sẽ không là vấn đề. Dạ Ngọc Mị khẽ gật đầu nói. Nghe vậy thì mọi người đều thở dài một hơi. Mị Di, nếu đã như vậy thì không có vấn đề gì chứ? Tống Ngọc Mị khẽ hỏi, nàng phát hiện vẻ mặt của Dạ Ngọc Mị có chút không thoải mái, giống như còn có gì đó chưa thể giải quyết. Tôi đang lo lắng dù có thể đưa Hạ Thiên Tiến lên tu vi hợp thể sơ kỳ nhưng sợ rằng vẫn chưa là đối thủ với Vấn Thiên Quân. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng chân thành nói. Này, em chân dài, chị xem thường chồng sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tiểu Mị, sao cô cho rằng như vậy? Nguyệt Thanh Nhã có chút mê hoặc. Chẳng lẽ cô cảm thấy Sư Tôn không chỉ là phân thần hậu kỳ? Nhưng Bách Thiên Lang cũng không nhìn lầm tu vi của Sư Tôn. Tôi cảm thấy cậu ấy là hợp thể kỳ cũng chưa chắc thắng được Vấn Thiên Quân phân thần hậu kỳ. Dạ Ngọc Mị lắc đầu. Vấn Thiên Quân tu luyện đến tu vi này đã chiến đấu tôi luyện vài trăm năm, nhưng Hạ Thiên chỉ có vài ngày đã từ Nguyên Anh tiến lên hợp thể kỳ. Cao thủ được tạo ra quá nhanh thì xét về thực lực sẽ không bằng kẻ tự tụ luyện ra, nếu chỉ hơn kém một bậc thì chưa chắc có thể thắng. Nếu là độ kiếp kỳ thì muốn giết đối phương sẽ rất dễ dàng phải không? Hạ Thiên không phục nói. Đó là tất nhiên, độ kiếp kỳ và phân thần kỳ có chênh lệch quá lớn, đừng nói là cậu có tu vi kia, dù cậu chỉ có vài giây cũng đủ xử lý bất kỳ kẻ nào là phân thần kỳ. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Vấn đề là cậu có thể tiến lên độ kiếp kỳ sao? Tôi thì chưa hẳn nhưng chị thì có thể. Hạ Thiên lần này lại tin tưởng 10 phần. Chị không biết hợp thể kỳ sơ kỳ có thể thi triển đệ thất châm sao? Mà 7 châm tiên, chính là độ kiếp thành tiên, chỉ cần tôi thi triển đệ thất châm thì chị sẽ tiến lên độ kiếp kỳ, đến lúc đó sẽ dễ dàng xử lý lão giả Vấn Thiên Quân. Đệ lục châm còn có yêu cầu là nguyên anh kỳ, tôi nghĩ đệ thất châm cũng có yêu cầu tu vi chứ. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Không sai, chính là hợp thể kỳ, à. Nói cách khác thì tôi phải biến chị thành cao thủ hợp thể kỳ trước đã. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Chuyện tốt này hãy để cho người khác làm. Dạ Ngọc Mị tức giận nói, nàng cũng không muốn cho tên khốn kia chiếm tiện nghi. Tiểu Mị, thật ra người này chỉ có thể là cô. Nguyệt Thanh Nhã mở miệng nói. Ngoài tôi và cô thì mọi người đều chưa quen pháp thuật, còn phải cần huấn luyện, bây giờ nếu giao trọng trách cho một người, chỉ sợ sẽ rất lo lắng. Vậy thì cô làm đi. Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng nói. Chương 1463, công hành trình điên cuồng mê loạn. Tiểu Mị, tôi còn có việc cần hoàn thành. Nguyệt Thanh Nhã giải thích. Tôi cần phải trấn thủ Càn Khôn Đại Trận. Càn Khôn Đại Trận này vốn chẳng thể dùng làm gì cả, có gì cần trấn thủ. Dạ Ngọc Mị có chút mất hứng. Tiểu Mị, bây giờ Càn Khôn Đại Trận này chỉ phát huy được một chút công dụng phòng ngự mà thôi, trước kia nó sẽ rất đầy đủ. Dù thế giới này căn bản không có người tu tiên, bọn họ căn bản không thể tiến vào đại trận này, nhưng bây giờ thì khác, dù là Sư Tôn hay Bách Thiên Lang đều có thể đơn giản tiến vào,
vì vậy tôi cần phải bộc phát Càn Khôn đại trận, biến thành Hộ Sơn đại trận. Nguyệt Thanh Nhã kiên nhẫn giải thích. Một Hộ Sơn đại trận thật sự chỉ cần có người tu tiên công lực mạnh trấn thủ là được, mà cô không quen thuộc trận pháp, vì vậy chỉ có tôi đứng ra trấn thủ mà thôi. Đợi đến khi tu vi của Hạ Thiên lên đến phân thần kỳ, tôi sẽ tự mình tọa trấn Càn Khôn đại trận. Một Càn Khôn đại trận như vậy có thể cản chân của Vấn Thiên Quân sao? Dạ Ngọc Mị hỏi. Nếu tôi có tu vi phân thần kỳ, tôi tự mình trấn thủ Càn Khôn đại trận, như vậy sẽ có thể cản chân được Vấn Thiên Quân 3 ngày. Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm rồi nói. Tiểu Mị, chúng ta không thể đặt tất cả hy vọng lên người Bách Thiên Lang, hơn nữa Bách Thiên Lang dù có thể cản sư tôn lại 15 ngày thì chúng ta cũng cần nên đề phòng. Đúng vậy, Mị Di, chị Nguyệt nói không sai, chúng ta cần phải chuẩn bị sớm một chút, nếu Vấn Thiên Quân có đến, nếu có chị Nguyệt và Càn Khôn đại trận chống đỡ vài ngày, như vậy Hạ Thiên và chị mới có thời gian tăng triển tu vi. Tống Ngọc Mị ở bên cạnh nói. Tống Ngọc Mị tất nhiên là ước gì Dạ Ngọc Mị là đối tượng thi triển đệ thất châm, như vậy sẽ tiến lên cấp hợp thể kỳ, mà lên đến hợp thể kỳ thì có thể song tu với Hạ Thiên để vận chuyển công lực. Vì thế chỉ cần quan hệ giữa Dạ Ngọc Mị và Hạ Thiên trở nên mật thiết hơn, sau này Dạ Ngọc Mị sẽ không tiếp tục từ chối hắn. Dạ Ngọc Mị không nói gì, hình như còn có chút do dự. Tiểu Mị, cứ quyết định như vậy đi. Nguyệt Thanh Nhã mở miệng nói. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta cần phải bắt đầu chuẩn bị. Chị Thanh Nhã, dựa theo những gì các chị nói, cần phải đưa hai chị lên hợp thể kỳ, như vậy thì cần 16 người tu vi phân thần kỳ, mà chị và chị Ngọc Mị lại không thể chuyển công lực sang cho chồng, vì thế chúng ta còn kém 2 người nữa. Tiểu Yêu Tinh lúc này mở miệng. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Còn kém vài người, Tiểu Nha, em còn nhỏ tuổi, Yêu Yêu và em cũng không cần tham gia hành động này. Còn nữa, Băng Băng đang có mang. Phương pháp thái bổ cũng ảnh hưởng đến thai nhi, vì vậy cũng không nên tham dự. Nói cách khác còn cần 5 người nữa, tuy chính thức áp dụng chưa hẳn sẽ chính xác như vậy, vì thế để ổn thỏa thì chúng ta cần tìm thêm vài người. Có thể cho chị Tiểu Kiều và Sama đến, đúng rồi, chị lớn của em cũng ở gần đây, em sẽ điện thoại cho chị ấy đến. À, em có thể gọi cho chị Hàm đến, dù ở rất xa cũng có thể đến ngay. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Vân Thanh cũng ở gần đây. Có lẽ sẽ đến ngay. Lãnh Băng Băng suy nghĩ rồi nói. Được rồi, như vậy vừa đủ 16 người, Tiểu Mị đã có tu vi phân thần kỳ, cộng lại xem như là 17, như vậy có lẽ là đủ rồi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, sau đó nàng quét mắt nhìn mọi người rồi nói. Mộng Mộng, trước tiên em đưa Băng Băng về Giang Hải, Tiểu Nha và Yêu Yêu cũng cùng đi, những người khác thì trước tiên học pháp quyết, chúng ta bắt đầu thôi. Nguyệt Thanh Nhã nói và mọi người không ai phản đối, chỗ này Nguyệt Thanh Nhã là chị lớn, ngoài Dạ Ngọc Mị không quá nghe lời thì những người khác đều chấp hành nghiêm chỉnh, nói gì nghe nấy. Vì vậy dù Lãnh Băng Băng không muốn đi cũng phải chấp hành mà thôi. Thật ra phần lớn mọi người đều biết vì sao Nguyệt Thanh Nhã lại cho Lãnh Băng Băng rời đi, rõ ràng đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, dù sao thì Lãnh Băng Băng cũng đang có mang con của Hạ Thiên. Tất cả sắp xếp ổn thỏa, mọi người tiến hành với tốc độ nhanh nhất. Ai cũng biết lần này là sinh tử tồn vong, nếu thành công thì sau này sẽ an nhàn cả đời, không cần sợ kẻ nào, nhưng nếu thất bại thì chỉ sợ sẽ chẳng còn mấy người được sống. Công pháp thái bổ thật ra cũng không có gì là khó, công pháp này chỉ khó ở chỗ thực hành mà thôi. Hơn 1 giờ chiều, Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã bắt đầu quá trình hương diễm, lúc này nhóm Vân Thanh ở gần Thanh Phong Sơn cũng đã được tập hợp lại, Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama cũng đi đến núi, Triệu Vũ Cơ và Mộc Hàm cũng đang chạy đến. Sẽ đến vào buổi tối. 3 người Lãnh Băng Băng, Triệu Yêu Yêu và Vương Tiểu Nha thì rời khỏi Thanh Phong Sơn về thành phố Giang Hải. Thật ra Triệu Yêu Yêu cũng không còn nhỏ tuổi nhưng chỉ phân thần đầu óc mà cơ thể chưa phát dục tốt, nếu bây giờ bị Hạ Thiên thái bổ sẽ khó tránh khỏi tổn hại. Còn những người khác, ngoài Tống Ngọc Mị chưa từng quan hệ với Hạ Thiên, tất nhiên sẽ không ai lo lắng chuyện thái bổ. Chiều hôm đó lần đầu tiên là Hạ Thiên tung hoành ngang dọc trên người Nguyệt Thanh Nhã, cuối cùng đưa công lực vào người nàng. Đợi nàng phá đan thành anh thì thi triển đệ lục châm. Đây là một quá trình cực kỳ sung sướng, tất cả rất thuận lợi, những phương pháp thái bổ thường là cưỡng chế, sẽ làm một bên phản kháng, như vậy mới có thể xảy ra vấn đề. Nhưng đối với Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã thì hai bên đều tự nguyện, vì vậy căn bản không có vấn đề, còn chuyện thi triển đệ lục châm thì hắn đã có nhiều kinh nghiệm, rõ ràng sẽ không có vấn đề gì. 8 giờ tối thì Nguyệt Thanh Nhã cuối cùng cũng thành công tiến vào phân thần kỳ. Điều càng làm cho Hạ Thiên vui mừng chính là trước đó Dạ Ngọc Mị phán đoán không sai,
toàn bộ quá trình không làm giảm bớt công lực của hắn, ngược lại còn tăng lên. Hắn chuyển công lực sang người của Nguyệt Thanh Nhã và khi thi châm lại tăng lên, điều này có nghĩa là hắn cứ tiếp tục tạo ra cao thủ phân thần kỳ mà không có vấn đề gì xảy ra. Nguyệt Thanh Nhã tiến vào phân thần kỳ và bắt đầu tiến hành cải tạo càn khôn đại trận, nàng thật sự muốn dùng thời gian nhanh nhất để biến nó thành hộ sơn đại trận, lúc này Triệu Vũ Cơ và Mộc Hàm đều đã đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên ăn xong cơm tối thì bắt đầu quá trình sung sướng, vì không ai biết Vấn Thiên Quân sẽ đến vào lúc nào, hắn cũng không dám lãng phí thời gian, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chế tạo ra cao thủ độ kiếp kỳ, chỉ như vậy hắn mới thật sự yên lòng. Vài ngày sau tuy bầu không khí ở Thanh Phong Sơn vẫn rất căng thẳng nhưng Hạ Thiên vẫn hưởng trọn niềm vui thú. Liễu Mộng, Triệu Vũ Cơ, Mộc Hàm, Tôn Hinh Hinh, Kiều Tiểu Kiều, Vân Thanh, An Khả Khả, công chúa Sama đều không có ai rụt rè, thật sự sảng khoái. Ngải Vi Nhi vẫn cực kỳ giã tính, Liễu Vân Mạn vẫn điên cuồng, Thư Tịnh cảm giác được nguy cơ và chủ động lấy lòng Hạ Thiên, đạo cô xinh đẹp Cố Hàm Xương cũng không thua kém ai. Sở Giao, Ninh Khiết đều hoạt động hết công suất, ai cũng không muốn Vấn Thiên Quân tiêu diệt chồng mình. Tất nhiên người rụt rè nhất chính là Tống Ngọc Mị, đóa hoa cuối cùng của thủ đô cũng đã nở, nhưng chính sự nhút nhát của nàng càng làm Hạ Thiên bùng dục tính. Vì thế mà làm việc hăng say thiếu chú nữa đã trầm mê. 16 cao thủ phân thần kỳ cuối cùng cũng được Hạ Thiên dùng một phương pháp cực kỳ hương diễm tạo ra, cộng thêm Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã, lúc này ở trên Thanh Phong Sơn đã có 18 cao thủ phân thần kỳ. Vì vậy mà Nguyệt Thanh Nhã không khỏi thầm nghĩ, nếu số người này mà được đưa lên Đại Lục Tiên Vân, hầu như có thể được xưng tụng là môn phái hùng mạnh. Thực tế trên Thanh Phong Sơn đã có 19 cao thủ phân thần kỳ. Vì tu vi của Hạ Thiên cũng đã là phân thần kỳ. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bước thứ hai chính là tất cả mỹ nữ phân thần kỳ ngoài Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã phải chuyển công lực sang cho Hạ Thiên. Lại vài ngày trôi qua, công lực của 16 bà vợ đều về lại kim đan kỳ, mà Hạ Thiên lại từ phân thần kỳ đột phá đến phân thần trung kỳ, hậu kỳ, hợp thể sơ kỳ, trung kỳ. Lúc này Nguyệt Thanh Nhã mới khẽ thở ra, trong khoảng thời gian này càn khôn đại trận đã biến thành hộ sơn đại trận. Mặc dù Vấn Thiên Quân có đến, nàng tin dù mất 3 ngày cũng đủ để Hạ Thiên biến Dạ Ngọc Mị thành cường giả độ kiếp kỳ siêu cấp. Lúc này Hạ Thiên đã đi đến nhà đá của Dạ Ngọc Mị, mãi đến lúc này thì nàng vẫn ở một mình trong căn nhà đá này. Em chân dài, bây giờ đến lượt chúng ta. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị đang ngồi dưới đất, trong lòng bùng lên lửa nóng, tư thái độc nhất vô nhị của nàng thật sự làm hắn hoài niệm. Dạ Ngọc Mị chậm rãi đứng lên nhìn Hạ Thiên, âm thanh có chút quái dị. Tôi có một điều kiện. Chương 1464, Hạ Thiên bị đánh điên cuồng. Em chân dài, chỉ cần chị không mưu sát chồng hoặc bỏ trốn cùng người khác, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Ngọc Mị, đường cong mê người của nàng thật sự làm hắn dục dịch. Đứng nơi đó không nhúc nhích, không né tránh, cũng đừng vận công chống cự. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, giọng điệu không tính là lạnh băng, tất nhiên cũng không tính là dịu dàng. Nhưng nếu so với nàng trước kia thì đã cực kỳ dịu dàng rồi. Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Này em chân dài, chị không phải muốn mưu sát chồng đấy chứ? Dạ Ngọc Mị cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng trực tiếp đấm về phía hắn. Hạ Thiên chợt ngây người, em chân dài bắt đầu đánh nhau bằng nắm đấm từ khi nào rồi? Trong ấn tượng của Hạ Thiên thì Dạ Ngọc Mị chưa từng dùng nắm đấm đánh người, nàng thường dùng vũ khí, chính là sợi tơ màu đen trên người. Nhưng bây giờ nàng lại dùng nắm đấm muốn đánh hắn. Có người đánh thì Hạ Thiên vô thức muốn trốn, nhưng hắn chợt cảm thấy không đúng, nắm đấm của em chân dài nhìn rất đẹp, tốc độ ra quyền cũng khá chậm. Một giây sau Hạ Thiên ý thức được một đấm của Dạ Ngọc Mị thật sự không khác gì người bình thường, rõ ràng nàng cũng không sử dụng công lực, nhưng dù sao thì nàng cũng là người tu tiên phân thần kỳ, dù không sử dụng bất kỳ công lực gì thì cũng sẽ mạnh hơn người bình thường. Hạ Thiên lúc đầu muốn tránh nhưng lại thôi. Vì hắn bắt đầu hiểu Dạ Ngọc Mị có ý gì, hắn biết nàng muốn đánh mình. Bốp! Một đấm của Dạ Ngọc Mị trúng người Hạ Thiên, tuy lực lượng không lớn nhưng Hạ Thiên không vận công chống cự và cũng cảm thấy hơi đau. Em chân dài, tôi cũng không trốn tránh. Hạ Thiên mở miệng hói. Như vậy được chưa? Dạ Ngọc Mị không trả lời, nàng nhấc chân đạp về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chợt buồn bực, em chân dài đến bao giờ mới xong? Dạ Ngọc Mị rõ ràng không để yên. Nửa giờ sau đó nàng vẫn đấm đá Hạ Thiên, mà Hạ Thiên đáng thương hầu như chỗ nào cũng bị đánh, thậm chí ngay cả bộ vị mấu chốt cũng dính trưởng. Cũng may Dạ Ngọc Mị không dùng công lực, vì vậy hắn cũng không dính trọng thương,
nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn bị đánh điên cuồng trong thời gian lâu như thế. Đánh người cũng cần phải có thể lực, đặc biệt là khi một người vứt bỏ không dùng tu vi mà chỉ dùng sức để đánh người, tất nhiên đánh nửa giờ thì Dạ Ngọc Mị cũng phải mệt mỏi và dừng lại. Em chân dài, bây giờ đã phát tiết đủ rồi chứ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Có thể bắt đầu được rồi. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, sau khi đánh Hạ Thiên điên cuồng thì những bất mãn trong lòng nàng cũng đã được giảm bớt. Hạ Thiên vung tay kéo Dạ Ngọc Mị đến, sau đó vỗ lên mông nàng. Chị đã phát tiết, bây giờ đến lượt tôi sẽ quyết định đánh mông chị 1000 cái như trước kia từng nói. Bốp! Hạ Thiên vỗ lên cặp mông co giãn kinh người của Dạ Ngọc Mị. Vừa rồi chị đã làm tôi lãng phí nửa giờ, tôi lãng phí thêm một chút cũng không có vấn đề. Hạ Thiên vừa nói vừa vỗ mông Dạ Ngọc Mị, sau đó hắn lại bổ sung. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ không đánh sưng mông chị, vì vậy tôi sẽ giống như vừa rồi, sẽ không vận công để đánh. Còn chỉ có thể vận công chống cự, nói chung là tôi phải đánh chị mới được. 100 cái. 1000. 200. 1000. Cậu, 500. Em chân dài, gọi một tiếng chồng sẽ được giảm 500. Vậy cậu đánh 1000 đi. Cuối cùng không thể cò kè mặc cả, vài phút trôi qua, Hạ Thiên cuối cùng cũng vỗ lên một Dạ Ngọc Mị 1000 cái, bàn tay đau nhức. Dạ Ngọc Mị lúc này cũng bị Hạ Thiên làm cho gương mặt đỏ hồng. Cặp mắt không lạnh lẽo như trước mà có chút tức giận, giống như hận không thể đánh Hạ Thiên. Em chân dài, bây giờ chúng ta bắt đầu làm chuyện chính sự. Hạ Thiên ôm lấy eo nhỏ của Dạ Ngọc Mị, sau đó lục lọi trên người nàng. Áo quần của chị phải làm sao để cởi ra? Dạ Ngọc Mị không trả lời nhưng một giây sau Hạ Thiên chợt cảm thấy bàn tay của mình có thể động vào da thịt của nàng. Lúc này bộ quần áo của nàng đã biến mất, mà tư thế kinh diễm cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hạ Thiên hít thở dồn dập, trước tiên hắn buông Dạ Ngọc Mị ra, sau đó lại ôm eo nàng, một tay vuốt ve chân dài, cúi đầu xuống ăn bánh bao lớn. Không biết bao lâu sau thì Hạ Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn chợt ghé sát bên tai Dạ Ngọc Mị rồi hỏi. Em chân dài, lúc này chị còn cảm thấy ta là phàm nhân sao? Khi âm thanh của Hạ Thiên vang lên, hắn chợt đẩy hông, tiến vào sâu bên trong. Một tiếng rên khẽ vang lên như trả lời cho Dạ Ngọc Mị mà cũng không giống như trả lời, động tác của Hạ Thiên càng thêm nhanh, bên ngoài nhà đá gió thổi thét gào, bên trong xuân ý nồng đậm. Đây là lần thứ hai giữa Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị, dù cũng như lần đầu tiên, giống như bị ép nhưng thực tế lại khác biệt. Trước kia Dạ Ngọc Mị như một tượng gỗ để tùy ý Hạ Thiên thích làm gì thì làm, nhưng lúc này nàng đã có sự chủ động, rõ ràng thay đổi khá lớn. Dạ Ngọc Mị hận Hạ Thiên nhất cũng không phải bị hắn khinh nhờn, mà là vì phàm nhân khinh nhờn. Nàng là tiên tử cao cao tại thượng, thế giới này bất kỳ đàn ông nào cũng là con kiến hôi với nàng, mà bị một con kiến nho nhỏ khinh nhờn thì đó là sự thật nhục nhã khó thể tiếp nhận với nàng. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải là phàm nhân, ít nhất bây giờ Dạ Ngọc Mị thấy đối phương không tính là phàm nhân, dù là nghịch thiên bát châm hay tu vi bây giờ, hắn đều xứng đôi với nàng. Dù nàng còn nhiều bất mãn và oán phẫn với hắn. Nhưng trước đó không lâu nàng trao thân cho hắn, thái độ của nàng với hắn đã dần biến đổi trong vô hình. Cũng như những gì Nguyệt Thanh Nhã từng nói, nàng là một người phụ nữ giữ mình trong sạch, vì vậy sau khi thất thân cho một người đàn ông, nàng không thể không chú ý đến người đàn ông này. Vấn Thiên Quân xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở Thanh Phong Sơn cảm nhận được áp lực rất lớn, đó cũng chính là bậc thang cho Dạ Ngọc Mị, một bậc thang chịu thua. Nàng là một người phụ nữ cao ngạo. Nàng dù muốn tiến vào lòng Hạ Thiên cũng cần cơ hội, bây giờ cơ hội xuất hiện, nàng tiến vào trong lòng hắn cũng không ai nói này nọ, ai cũng thấy nàng vì mọi người mà làm thế. Đồng thời vừa rồi nàng đánh Hạ Thiên xong thì những khúc mắc trong lòng cũng mất đi sạch sẽ. Dù lúc vừa rồi Dạ Ngọc Mị tình nguyện để Hạ Thiên đánh 1000 cái lên mông cũng không chịu gọi Hạ Thiên là chồng, nhưng thực tế thì từ lúc đó nàng đã coi hắn là người đàn ông thật sự của mình, vì thế mới chủ động thoát y và đáp trả. Dạ Ngọc Mị như một tượng gỗ trước kia đã làm cho Hạ Thiên hoạt động không biết mệt, bây giờ Dạ Ngọc Mị đáp trả làm cho hắn thật sự mê muội. Thậm chí cả Dạ Ngọc Mị cũng mê muội, vì thế mà mãi đến nửa đêm cả hai mới tỉnh lại từ trong dục vọng. Này, nên làm chính sự. Dạ Ngọc Mị nhắc nhở Hạ Thiên, sau đó nàng vận dụng công pháp thái bổ để hấp thu công lực của hắn. Hành động của Dạ Ngọc Mị cũng làm cho Hạ Thiên tỉnh táo lại một chút, hắn tạm thời khống chế dục vọng. Bắt đầu phối hợp chuyển công lực sang cho Dạ Ngọc Mị. Công lực liên tục được chuyển từ Hạ Thiên sang Dạ Ngọc Mị, tu vi của Dạ Ngọc Mị nhanh chóng tiến lên phân thần trung kỳ,
hậu kỳ, đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Lúc này công lực của Hạ Thiên chỉ từ hợp thể trung kỳ xuống còn sơ kỳ, nói cách khác đúng như những gì bọn họ dự đoán, hắn có thể thi triển đệ thất châm cho Dạ Ngọc Mị. Được rồi. Dạ Ngọc Mị đình chỉ hấp thu công lực của Hạ Thiên, sau đó nàng đẩy hắn ra, quần áo lại xuất hiện bao bọc người nàng. Chờ chúng ta xử lý xong lão khốn vấn thiên quân, ít nhất tôi sẽ đến với chị một tháng. Hạ Thiên nhìn dáng người mê người của Dạ Ngọc Mị rồi lầm bầm. Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Chuẩn bị thi châm, nếu không thì sẽ gặp chuyện xấu. Hạ Thiên gật đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói với Dạ Ngọc Mị. Em chân dài, ngồi khoanh chân xuống dưới đất đi. Dạ Ngọc Mị ngồi xuống, Hạ Thiên lấy ngân châm đâm đến, cùng lúc hắn phóng ra thần thức, mà thần thức hóa thành cây châm nhỏ đâm lên vào Dạ Ngọc Mị. Đây là thần châm thần thức, là tinh túy của đệ thất châm. Những luồng linh khí hùng mạnh từ bốn phương tám hướng kéo đến, tất cả tiến vào trong cơ thể Dạ Ngọc Mị, mà linh khí trong cơ thể của nàng liên tục gia tăng, thần trí của nàng càng thêm hùng mạnh, tu vi liên tục tăng tiến. Hợp thể trung kỳ, hậu kỳ, độ kiếp kỳ. Đùng đùng. Trên không trung vang lên những tiếng nổ lớn, một luồng sấm sét rạch phá bầu trời bổ xuống nhà đá. Nhà đá vỡ vụn trong nháy mắt, sấm sét vẫn không tiêu tán, vẫn tiếp tục vỗ về phía Dạ Ngọc Mị. Chương 1465, độ kiếp. Trời đã sáng, mặt trời rực rỡ, một luồng sấm sét thật sự là bừng lên giữa trời quang, xuất hiện cực kỳ đột ngột, không chút dấu hiệu làm cho Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị căn bản không kịp phản ứng. Thực tế bọn họ dù sớm phát hiện ra sự xuất hiện của thiên lôi thì cũng không thể nào chuẩn bị, vì Hạ Thiên bây giờ vẫn đang thi châm cho Dạ Ngọc Mị, lúc này hai người căn bản đều không thể nhúc nhích. Nếu có hành vi khác thường thì tất cả sẽ bị hủy hoại. Khoảnh khắc khi sấm sét vỗ xuống đầu của Dạ Ngọc Mị thì chợt trạch hướng chuyển sang người Hạ Thiên, cụ thể thì rơi vào trên tay Hạ Thiên, chính xác một chút sẽ là ngân châm trên tay hắn. Lực lượng của sấm sét rất mãnh liệt và cuồng bạo, phần lớn đều tiến vào trong người Hạ Thiên, một phần nhỏ thông qua ngân châm tiến vào trong kinh mạch Dạ Ngọc Mị. Trong cơ thể của Hạ Thiên, dưới tác dụng của băng hỏa linh khí, luồng lực lượng kia nhanh chóng trở nên ôn hòa. Cuối cùng phần lớn bị băng hỏa linh khí dung hợp, một phần nhỏ để lại trong người Dạ Ngọc Mị, cùng tan vào chân khí trong người nàng. Lực lượng sấm sét bị hấp thu sạch sẽ, nhưng sấm sét cũng không phải chỉ có một, ngay sau đó luồng thứ hai đã vỗ xuống, nhưng Hạ Thiên có kinh nghiệm vừa rồi và cũng không kinh hoàng, hắn cứ để mặc cho sấm sét vỗ xuống tay của mình. Luồng sấm sét thứ ba, thứ tư, cứ mỗi lần sét đánh xuống thì tu vi của Hạ Thiên lại tăng lên nhanh chóng. Khi luồng sét thứ 9 đánh xuống thì hắn đã tiến lên độ kiếp kỳ. Em chân dài, vì chị mà tôi bị sét đánh 9 lần, vì thế dù thế nào thì chị cũng phải theo tôi 1.800 năm. Hạ Thiên nói một câu, hắn đang định thu châm thi trên trời lại có sấm sét vỗ xuống. Vẫn chưa xong sao, Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn chợt phát hiện lúc này sấm sét đến vì mình, vì vậy mà hắn hiểu ra, 9 luồng sấm sét vừa rồi là Dạ Ngọc Mị độ kiếp, bây giờ là hắn độ kiếp. Nhưng dù là hắn hay Dạ Ngọc Mị độ kiếp, sấm sét chỉ đánh về phía hắn mà thôi. Có lẽ ông trời ghen ghét mình. Hạ Thiên lầm bầm nói, hắn cũng không có gì cần lo lắng, luồng sấm sét thứ nhất nhanh chóng hóa thành băng hỏa linh khí, cũng giống như trước kia, 9 luồng sét giúp hắn gia tăng công lực, thậm chí còn mong sao càng có nhiều hơn. Nhưng vài phút sau khi 9 luồng sấm sét đánh xuống thì không còn luồng sét nào tiếp theo. Hạ Thiên cuối cùng cũng thu châm, hắn tỏ ra tiếc hận. Em chân dài, xem ra chúng ta đã độ kiếp thành công, coi như là một nửa thần tiên. Trong truyền thuyết thì chỉ qua 9 lần thiên kiếp mới thành tiên, nhưng đại lục tiên vân xưa nay chưa có ai thành tiên, vì vậy đó chỉ là lời đồn, không ai chứng thật. Còn chuyện có tiên giới hay không, cũng không ai biết rõ. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Nếu là thật sự có tiên giới, tôi nghĩ khi cậu thi triển được đệ bát châm có thể tiến lên tiên giới, vì bát châm nghịch thiên, ý nghĩa của nó là thành tiên. Có lẽ là vậy, trên châm pháp cũng không ghi lại điều gì. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Nhưng mặc kệ đệ bát châm có thật sự phi thăng tiên giới hay không, tôi cũng không có hứng với tiên giới, muốn ở đây với thần tiên tỷ tỷ và các bà vợ của tôi, à, còn có cả em chân dài. Hạ Thiên vừa nói vừa cười hì hì với Dạ Ngọc Mị, hắn ôm vòng eo của nàng, dù bây giờ nàng đã là tu vi độ kiếp kỳ, nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cái ôm của hắn. Thật ra tu vi của nàng vẫn kém Hạ Thiên. Tổng cộng 18 luồng sấm sét đã tạo nên linh khí ở lại trong người hắn, làm tu vi của hắn cao hơn cả Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên chỉ là cao hơn một chút mà thôi, nếu Dạ Ngọc Mị muốn tách ra cũng khá dễ. Mọi người đến.
Dạ Ngọc Mị chợt mở miệng nói, lúc này có hơn 10 bóng người xinh đẹp bay về phía bên này, trước tiên là Nguyệt Thanh Nhã, Liễu Mộng, Tống Ngọc Mị thì bay phía sau. Tiểu Thiên, Tiểu Mị, các người thành công rồi sao? Nguyệt Thanh Nhã đi đến trước mặt Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị rồi hỏi. Những luồng sấm sét vừa rồi làm kinh động mọi người, nhưng bây giờ thấy hai người bọn họ bình an vô sự, ai cũng yên lòng. Dạ Ngọc Mị khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói. Bây giờ dù có 100 vấn thiên quân đến thì tôi cũng có thể cho đối phương hình thần câu diệt, bây giờ tôi sẽ chờ hắn đến. Ôi, tốt quá, sau này tôi lại có thể ức hiếp người khác, không sợ ai nữa. Liễu Mộng hoan hô. Những người khác không nói gì hơn, chị Mộng cả ngày chỉ nghĩ ức hiếp kẻ khác. Tiểu Mị, nhà đá đã hủy, hay là đến ở cùng mọi người thôi? Nguyệt Thanh Nhã nhìn căn nhà đá bị sét đánh nát nhừ rồi nói. Dạ Ngọc Mị có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Sấm sét trên núi vào lúc sáng sớm làm cho đám người trong thôn Thanh Phong bàn luận nhiệt liệt, sau đó nhiều người lưu truyền rằng có tiên nhân độ kiếp trên núi. Thật ra đây là người trong thôn cố ý nói như vậy, chỉ vì làm cho Thanh Phong Sơn thêm thần bí và hấp dẫn du khách. Nhưng những kẻ phát tin đồn nhảm như vậy lại không ngờ mình nói đúng, trên núi thật sự có người độ kiếp. Một buổi tối sau đó vài ngày, Thanh Phong Sơn lại có tiếng sét vang trời, nhưng lần này vì trời đổ mưa nên cũng không ai để ý. Bọn họ không biết lần này lại có người độ kiếp, và người đó là Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên ở trên Thanh Phong Sơn cũng không cảm thấy bức bối, điều làm hắn cảm thấy bức bối vì lão già vấn thiên quân kia còn chưa đến. Trước đó bọn họ không dám lãng phí thời gian. Chỉ biết dùng tốc độ cao nhất để tăng trưởng tu vi, nhưng nửa tháng trôi qua mà Vấn Thiên Quân còn chưa xuất hiện, không biết bọn họ đánh giá thấp Bách Thiên Lang hay đánh giá quá cao Vấn Thiên Quân. Điều thứ hai làm cho Hạ Thiên buồn bực chính là em chân dài vẫn không nghe lời, nàng luôn không nói cách cởi quần áo của mình, nàng cũng không chủ động thoát y, vì vậy mà những hành vi của hắn đều thất bại. Cuối cùng Hạ Thiên cũng đưa Nguyệt Thanh Nhã tiến lên độ kiếp kỳ, lại đưa các bà vợ khác tiên lên phân thần kỳ mà không tăng thêm. Nguyệt Thanh Nhã nói tu vi quá cao cũng không tốt, nàng cho rằng cứ để mọi người ở lại cấp độ phân thần kỳ cho quen, như vậy sau này mới tạo nên cơ sở tốt để tiến lên. Mọi người ở lại Thanh Phong Sơn một thời gian ngắn nhưng không có tin gì của Vấn Thiên Quân, điều này làm cho Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đều cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không ai trách được. Nếu Vấn Thiên Quân không đến thì mọi người cũng không thể đi tìm, tất nhiên với tu vi hùng mạnh của Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã, chỉ cần Vấn Thiên Quân xuất hiện thì các nàng sẽ phát hiện ra ngay. Vì thế các nàng cũng không lo lắng Vấn Thiên Quân sẽ tạo ra uy hiếp với người khác, chỉ là nếu không giải quyết cho nhanh thì ai cũng lo lắng mà thôi. Dạ Ngọc Mị dùng thần thức truy quét khắp nơi, nàng cố gắng tìm cho ra Nhiếp Tử Hùng, nhưng nàng phát hiện tìm khắp nơi mà không thấy đối phương, điều này làm nàng nghi ngờ, chẳng lẽ Nhiếp Tử Hùng đã biến mất. Dạ Ngọc Mị vốn định từ Nhiếp Tử Hùng mà tìm ra hành tung của Vấn Thiên Quân nhưng lại không có gì cả, vì vậy mà mọi người cũng bắt đầu rời khỏi Thanh Phong Sơn. Lại quay về thế tục, tất cả đều bình thường. Các nàng vẫn làm việc như trước, ẩn giấu ở thành phố. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là tháng 7. Đây chính thức là ngày hè ở thành phố Tây Đô ở vùng Tây Bộ, những sinh viên bản địa bắt đầu về nhà, mà An Tâm thì cũng là một trong số đó. Lúc này trong trường học có không ít người nhìn sang bên cạnh An Tâm, không sai, bên cạnh nàng là một mỹ nữ mặc cung trang màu xanh biếc cực kỳ xinh đẹp. An Tâm đã đẹp. Nhưng nếu so sánh với người phụ nữ này thì còn kém vài phần. Vài tháng trước có tin đồn là hoa khôi An Tâm đã thành hoa tàn, vì vậy mà lực hấp dẫn với các sinh viên khác lại giảm sút, kết quả là gần đây ai cũng chuyển mắt lên mỹ nữ mặc cung trang màu xanh. Trong ấn tượng của mọi người thì mỹ nữ mặc cung trang này xuất hiện ở đây đã được ít nhất là một tháng nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai biết tên, nhưng nàng có một biểu hiệu chính là nữ hoàng bệ hạ, nguyên nhân rất đơn giản, vì người ta nghe thấy An Tâm xưng hô như vậy với nàng ta. Mỹ nữ mặc cung trang khi xuất hiện cùng An Tâm, có rất nhiều người muốn thông qua An Tâm để được tiếp cận người đẹp, nhưng bọn họ chợt phát hiện hoa hậu giảng đường An Tâm ngày xưa tinh khiết đã trở nên cực kỳ bạo lực, tất cả những kẻ tiếp cận mỹ nữ mặc cung trang đều bị đánh chạy tan tác. Sự việc cứ như vậy mà tiếp diễn, cuối cùng cũng không ai dám tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Vị nữ hoàng bệ hạ này chính là Cơ Thanh Ảnh, nhưng bây giờ nàng có vẻ mất vui. Bệ hạ, chúng ta nên về nhà. An Tâm khẽ nói với Cơ Thanh Ảnh. Ta không muốn về, trong nhà quá nhỏ. Cơ Thanh Ảnh không thích. An Tâm, ta cảm thấy chỗ này khá lớn, giống hoàng cung của ta, nếu không chúng ta coi chỗ này là hoàng cung đi. Bệ hạ, chỗ này tạm thời không phải là của chúng ta,
vì vậy không thể coi là hoàng cung được. An tâm chỉ có thể giải thích. Chương 1466, chấm muốn mua hoàng cung. Mua được không? Cơ Thanh Ảnh bây giờ đã hiểu được nhiều thứ hơn trước kia, nàng biết chỗ này không phải là hoàng cung của họ Cơ, cũng không phải thứ gì thuộc về nàng, nếu muốn thì chỉ có thể mua. Bệ hạ, bây giờ chúng ta chưa có nhiều tiền như vậy để mua. An tâm kiên nhẫn giải thích. Tìm chồng ta, hắn không phải có rất nhiều tiền sao? Cơ Thanh Ảnh bĩu môi. Bệ hạ, chúng ta về nhà trước, sau đó tôi sẽ điện thoại cho Hạ Thiên. An tâm khẽ đề nghị. Được rồi, chúng ta về. Cơ Thanh Ảnh suy nghĩ rồi đồng ý. An tâm khẽ thở ra, vị nữ hoàng này cũng không phải dễ chiều, nàng ta tuy khờ dại chẳng hiểu gì nhưng lại có một số việc rất cứng đầu, dù ai cũng không thay đổi được. Hai người đi ra ngoài cổng, chiếc xe mà một tháng trước Cơ Thanh Ảnh mua đang dừng trước cổng, cả hai lên xe chạy về thành phố. Nửa giờ sau xe chạy vào một căn biệt thự, tuy diện tích của nó là khá lớn nhưng Cơ Thanh Ảnh vẫn cảm thấy nhỏ, nàng thấy nó không thể so sánh với hoàng cung của mình. Biệt thự này từng thuộc về Vưu Thiêm Tài, một tháng trước con trai Vưu An Phú của Vưu Thiêm Tài chết đi bất đắc kỳ tử, sau đó hắn cũng chết theo con, lại bị cha ra có hành vi phạm tội nặng, tuy đã chết không cần thụ hình phạt nhưng tài sản cơ bản bị sung công, vài căn biệt thự bị đưa ra đấu giá. Cơ Thanh Ảnh vô tình nhìn chúng căn biệt thự này. Nàng chạy đến mua, cuối cùng cũng mua được vào tay, nàng không bỏ ra đồng nào nhưng có kẻ đưa đến tận tay. Tuy nàng căn bản không biết ai tặng nhưng cũng không có hứng tìm hiểu, nàng chỉ cần biết có nhà lớn là được. An tâm, mau điện thoại cho chồng. Cơ Thanh Ảnh kéo An tâm vào phòng khách và thúc giục. Gọi điện thoại cho tôi làm gì? Một âm thanh vang lên, trong phòng khách chợt xuất hiện một người, đó là Hạ Thiên. Hi hi, chồng đến rồi, mau cho ta tiền. Chậm muốn mua hoàng cung. Khi thấy Hạ Thiên thì Cơ Thanh Ảnh chợt vui vẻ, nàng bổ nhào lên người hắn và mở miệng đòi tiền. Hạ Thiên ôm lấy Cơ Thanh Ảnh, sau đó hắn nhìn An Tâm, giọng điệu có chút kỳ quái. Mua hoàng cung sao, chỗ này có bán hoàng cung à? Bệ hạ cảm thấy nơi này quá nhỏ, vì vậy muốn mua cả trường Đại học Tây Đô Giao Đại làm hoàng cung. An Tâm khẽ giải thích. À, muốn mua cũng không khó, nhưng sau này chúng ta không ở đây. Mua cũng vô dụng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hữu dụng chứ, ta sẽ làm hoàng cung, vì hoàng cung của ta không thể quá nhỏ. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi nói. Không sao, vài ngày nữa quay về Giang Hải, tôi có vài hòn đảo, chắc chắn sẽ lớn hơn cả hoàng cung của cô. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thành phố Giang Hải sao? Cơ Thanh Ảnh suy nghĩ và lắc đầu. Hình như ta không nên đến đấy. Cô có thể đi, vài ngày nữa sẽ đi. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khẳng định, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Này, yêu nữ chết tiệt, nói cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi có thể giúp cô tiến lên độ kiếp kỳ. Đã nói người ta không phải là yêu nữ. Cơ Thanh Ảnh có chút mất hứng, nhưng nàng vừa nói xong thì âm thanh chợt biến đổi, biến thành dễ nghe mà trong trẻo. Ta ở Tuyết Sơn. À, tôi đến ngay. Hạ Thiên nói một câu rồi nhìn An Tâm. Trước tiên chăm sóc cô ấy thêm vài ngày. Không cần chạy khắp nơi, vài ngày nữa tôi quay lại sẽ đưa mọi người đến Giang Hải. Được. An Tâm gật đầu lên tiếng, nàng còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã biến mất. Một giây trước Hạ Thiên đang ở thành phố Tây Đô nóng bức, một giây sau đó hắn đã đến đỉnh núi Tuyết Sơn giá lạnh. Đối với một người tu tiên độ kiếp kỳ thì dù xa vạn dặm cũng chỉ là nháy mắt, vì độ kiếp kỳ đã là một nửa thần tiên. Một giây trước Cơ Thanh Ảnh còn đứng ngạo nghễ trên đỉnh Tuyết Sơn bao quát trời đất. Trong ấn tượng của nàng thì Hạ Thiên vẫn còn ở thành phố Tây Đô, vừa mới ôm phân thân của nàng. Nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện hắn đứng trước mặt mình, điều này làm cho nàng kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ. Cơ Thanh Ảnh nhìn Hạ Thiên mà không nói gì thêm, cũng chỉ đứng nhìn như vậy. Nhưng lúc này nàng chợt phát hiện Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên kia, nụ cười đáng giận trên mặt, cặp mắt vẫn sắc giống như muốn lột trần nàng ra, nhưng nàng biết Hạ Thiên bây giờ đã không còn là trước kia, hắn đã biến hóa về chất. Đây là một biến hóa về khí thế và trạng thái tinh thần, lần đầu tiên Cơ Thanh Ảnh gặp mặt với Hạ Thiên, nàng có thể dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn hắn. Dù nàng bị hắn ám hại nhưng vẫn có thể chiếm thế chủ động, dùng phương pháp của mình để sủng hạnh hắn. Thời gian sau đó những chuyện phát sinh giữa hai người đều do nàng nắm thế chủ động, nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng mà hắn chính là hoàng hậu được nàng sủng ái. Nhưng bây giờ Cơ Thanh Ảnh đã không thể nào bao quát được hắn. Tuy hắn còn chưa làm gì nhưng sự hùng mạnh giống như biến hắn thành đế vương, mà nàng là phi tử chờ được hắn sủng hạnh.
Ngươi bây giờ có tu vi gì? Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Cô cảm thấy thế nào? Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn chậm rãi dùng tay nâng cằm của nàng. Làn da của cô hình như càng thêm trắng. Ngươi đến đây làm gì? Cơ Thanh Ảnh chợt phát hiện mình không thể nào chống cự lại Hạ Thiên, giống như không thể có tâm tư phản kháng. Tôi đến tất nhiên là để sủng hạnh cô. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó không nhanh không chậm kéo giải váy thắt lưng của Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh không có phản kháng, cũng không tránh né, cứ để mặc cho hắn cởi dây thắt lưng của mình. Cuối cùng Cơ Thanh Ảnh bị Hạ Thiên đẩy ngã xuống mặt tuyết, sau đó nàng lại nghe Hạ Thiên cảm khái. Làn da của cô đúng là càng lúc càng trắng. Trên đỉnh tuyết sơn bừng lên lửa nóng, Cơ Thanh Ảnh không khỏi nhớ đến buổi tối trong rừng rậm, nhưng lúc này nàng là người được sủng hạnh, Hạ Thiên là đế vương cao cao tại thượng, khống chế nàng, khống chế tất cả của nàng. Cơ Thanh Ảnh dần lạc lối, mãi đến khi bên tai vang lên âm thanh. Nhớ kỹ khẩu quyết này. Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng tỉnh táo, nàng nghe xong khẩu quyết, nàng hiểu đây là một khẩu quyết có chút giống như bí thuật của hoàng tộc họ Cơ nhưng kết quả lại khác biệt. Đó chính là bí thuật của họ Cơ có yêu cầu rất cao, thật sự không quan tâm đối phương có đồng ý hay không mà lấy đi tất cả công lực. Khẩu quyết này yêu cầu không cao nhưng nếu đối phương phản kháng thì không dễ hấp thu. Nhớ kỹ chưa? Nếu đã nhớ kỹ thì nhanh chóng vận chuyển khẩu quyết, tôi sẽ chuyển ít công lực sang cho chị. Một lát sau Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ. Cơ Thanh Ảnh lên tiếng khá dịu dàng, sau đó nàng vận chuyển pháp quyết, công lực của Hạ Thiên tiến vào người nàng. Tu vi của nàng nhanh chóng tiến lên và dừng lại ở mức hợp thể sơ kỳ. Cậu sẽ thi triển đệ thất châm cho tôi. Cơ Thanh Ảnh chợt hiểu ra. Đúng vậy, nhưng không phải là bây giờ. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó tiếp tục sủng hạnh Cơ Thanh Ảnh. Thời gian vô tình đã đến đêm. Trên đỉnh tuyết sơn chợt có 9 luồng sấm sét vỗ xuống, tuyên cáo một người tu tiên độ kiếp kỳ vừa mới tái sinh. Đúng là khó tưởng tượng được tất cả những gì vừa xảy ra. Cơ Thanh Ảnh thì thào nói, lúc này nữ hoàng đã ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Thiên, nữ hoàng hùng mạnh cuối cùng cũng bị hắn chinh phục. Thực tế nàng và Dạ Ngọc Mị là cùng một loại người, thế giới kia các nàng không tìm được kẻ thích hợp, vì kẻ yếu sẽ vĩnh viễn không chinh phục được các nàng. Tôi đã sớm nói rồi, không có gì không làm được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cơ Thanh Ảnh khẽ ừ một tiếng, nàng bây giờ bắt đầu tin những lời trước kia của Hạ Thiên. Trước khi đến đây nàng là cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ, mà bây giờ nàng đã là độ kiếp kỳ, nếu bây giờ nàng về Đại lục Tiên Vân, nàng coi như đứng đầu cả Đại lục Tiên Vân. Vì sao cô còn ở lại đây? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Vì chỗ này là cửa của trận pháp. Cơ Thanh Ảnh không che giấu. Nếu pháp trận bên kia mở ra, chỗ này sẽ xuất hiện đường về, mà ở Nhạc Nam, Tây Đô hay Thủ Đô đều không có cửa đi đến Đại lục Tiên Vân, vì vậy chỉ có thể chờ ở chỗ này. Như vậy nếu Vấn Thiên Quân đến thế giới này, hắn sẽ xuất hiện ở đây sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Nếu pháp trận bên Đại lục Tiên Vân khởi động, như vậy nơi đây sẽ xuất hiện một cái đại điện, chỗ này sẽ có một cửa tiến vào nhưng không thể đi ra. Trong đại điện có 4 cánh của khác tỏa đi 4 hướng, sẽ đến những nơi khác biệt. Cơ Thanh Ảnh cẩn thận giải thích với Hạ Thiên. Nói cách khác, nếu chúng ta cứ chờ bên ngoài, sư tôn không hiện ra trước mắt chúng ta được. Tất nhiên chỉ cần trận pháp khởi động, chúng ta có thể đi vào, như vậy sẽ chặn giết lão ta trong đại điện. Đến khi trận pháp khởi động thì cô mới có thể quay về phải không? Hạ Thiên lại hỏi. Là như vậy. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Tên ngốc Vấn Thiên Quân kia không phải không dám đến đấy chứ? Hạ Thiên lầm bầm. Đã lâu như vậy rồi, nếu muốn đến thì đã đến rồi mới phải. Có lẽ bên kia xảy ra chuyện làm lão ta trễ nãi thời gian. Cơ Thanh Ảnh suy đoán. Hạ Thiên nhíu mày, hắn thật sự không muốn chở Vấn Thiên Quân đi tìm chết, hắn còn muốn ở cùng vợ, không thích ôm cây đợi thỏ. Một lát sau Hạ Thiên lại hỏi. Cô nhất định phải trở về. Chương 1467, ta cuối cùng cũng có thể quay về. Ta phải trở về. Cơ Thanh Ảnh trả lời không chút do dự, rõ ràng nàng tương đối kiên quyết với chuyện này. Hoàng triều họ Cơ cần ta che chở. Ta không thể không quan tâm đến hơn 100.000 tộc nhân, đây là trách nhiệm của ta phải gánh chịu. Với tu vi hiện tại của cô, nếu quay về thì tôi tin sẽ chẳng ai dám làm loạn. Hạ Thiên lười biếng nói. À, đúng vậy, với tu vi độ kiếp kỳ của ta, rõ ràng là vô địch ở Đại lục Tiên Vân. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu.
nhưng nếu muốn hoàn toàn làm cho hoàng triều họ Cơ không loạn lạc thì phải mất vài năm. Vậy cô sẽ quay lại sao? Hạ Thiên lại hỏi. Ta không biết. Cơ Thanh Ảnh có chút do dự, sau đó lại lắc đầu. Nếu ngươi hy vọng ta quay về, vậy ngươi nhất định phải đối đãi tốt với Cơ Thanh Ảnh kia, thật ra nàng ta chính là ta, thậm chí càng muốn là ta. Không cần cô nói thì tôi cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy cũng là vợ tôi, mà tôi đối xử rất tốt với những bà vợ của mình. Hai tay của Hạ Thiên chạy trên người Cơ Thanh Ảnh. Đúng rồi, nói cho cô biết một sự kiện, cô không cần sợ em chân dài, cô ấy đã đồng ý sẽ không báo thù cô. Cơ Thanh Ảnh hình như không quan tâm đến vấn đề này, nàng đột nhiên hỏi một câu. Ngươi biết tại sao ta lại ăn độc dược lớn lên không? Không biết. Hạ Thiên không rõ ràng lắm. Cô có sở thích đặc biệt sao? Tuy yêu nữ chết tiệt này bây giờ rất ngoan nhưng có sở thích kỳ lạ cũng không quá ngạc nhiên. Ta là một người trong huyết mạch chính thống cuối cùng của Hoàng Triều họ Cơ, khi ta còn ở trong bụng mẹ thì đã nhiễm chất kịch độc, cuối cùng thì mẹ ta chết, ta còn sống, cái giá phải trả là mỗi ngày đều phải ăn chất kịch độc, lấy độc trị độc. Cơ Thanh Ảnh nói thật khẽ. Ta chưa từng có cuộc sống của một tiểu cô nương bình thường, không phải ta không muốn mà là không thể. Vì vậy khi ta tạo ra một phân thân, ta biến nàng trở thành một Cơ Thanh Ảnh khác, một Cơ Thanh Ảnh mà ta muốn, đó là cho nàng ta một cuộc sống vui vẻ, không âm mưu hãm hại, không phong vân biến hóa, chỉ là một nữ hoàng khờ dài, một nữ hoàng thích gì làm đó. Vì vậy có thể nói trước nữ hoàng của cô không có gì là hay. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ta là huyết mạch chính thống cuối cùng của Hoàng Triều họ Cơ, ta phải quay về. Cơ Thanh Ảnh dùng giọng kiên quyết nói. Chờ khi ta về đến Đại Lục Tiên Vân, ta sẽ hủy trận pháp ở bên kia, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi sẽ hủy cả trận pháp bên này. Như vậy hai thế giới sẽ không còn liên lạc, cũng sẽ không còn người tu tiên của Đại Lục Tiên Vân đến nơi này. Vậy cô chẳng phải cũng không thể đến sao? Hạ Thiên chợt thấy có vấn đề, tất nhiên hắn cũng muốn hủy diệt pháp trận này, dù bây giờ hắn đã không cần sợ người tu tiên của Đại Lục Tiên Vân, nhưng giữ lại pháp trận này chính là giữ lại nhân tố bất ổn. Hủy diệt đi vẫn tốt hơn. Về phương diện khác thì hắn lo lắng Dạ Ngọc Mị sẽ chạy đi, vì vậy hắn muốn cắt đứt khả năng tìm đường về của nàng. Ta thì khác, ta có liên lạc với thế giới này, chỉ cần phân thân của ta bình yên vô sự ở đây, ta có thể quay về. Cơ Thanh Ảnh lắc đầu nói. Hạ Thiên không nói thêm điều gì, Cơ Thanh Ảnh có chấp niệm nặng hơn cả Dạ Ngọc Mị, còn phương diện khác thì yêu nữ này như vậy càng làm hắn muốn chinh phục, hắn không chịu có hại trước mặt nàng, chỉ vậy mà thôi. Bây giờ hắn đã hoàn thành quá trình chinh phục, nếu nàng thật sự phải đi, hắn sẽ cho nàng đi. Tất nhiên đó cũng không phải là nguyên nhân duy nhất, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là còn Cơ Thanh Ảnh ở chỗ này, mà hắn yêu thích Cơ Thanh Ảnh hồn nhiên kia hơn. Mà nguyên nhân quan trọng nhất lại khác, Hạ Thiên mở miệng nói. Nếu cô đã nhất định phải quay về, như vậy thuận tiện giúp tôi làm một việc. Chuyện gì? Cơ Thanh Ảnh có chút ngạc nhiên. Hắn có chuyện gì cần làm ở bên phía Đại Lục Tiên Vân sao? Không đợi Hạ Thiên trả lời, Cơ Thanh Ảnh chợt hiểu ra. Ngươi muốn ta báo thù cho Nguyệt Thanh Nhã? Đúng vậy, trước kia cả nhà Nguyệt Thanh Nhã bị giết, có thể chị ấy chưa kịp báo thù thì đã đến thế giới này, tuy chị ấy đã bỏ qua cừu hận quá khứ, cũng không muốn quay về báo thù nhưng tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Vì vậy cô quay về Đại Lục Tiên Vân, cô nên giúp tôi làm một việc mà chính cô am hiểu nhất. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tìm được kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ, sau đó tru di cửu tộc của hắn. Được. Cơ Thanh Ảnh đồng ý, đối với nàng thì đó là chuyện nhỏ, với tu vi hiện tại và thân phận nữ hoàng của nàng, muốn làm chuyện đó là rất dễ dàng. Cơ Thanh Ảnh trầm ngâm một chút rồi nói thêm. Ngươi cũng không cần ở đây chờ vấn thiên quân xuất hiện, vì đến lúc đó ta sẽ xử lý hắn, nếu hắn chết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi. Nhưng ta muốn ở lại chỗ này vài ngày. Hạ Thiên cảm thấy ý kiến của Cơ Thanh Ảnh là rất tốt, mình thật sự không nên ôm cây đợi thỏ. Tất nhiên Hạ Thiên cũng sẽ không lập tức đi ngay, phải hưởng thụ yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này thêm vài ngày nữa mới được. Vài ngày sau, ở thành phố Giang Hải, một tên thanh niên nhỏ gầy chạy vội trong hành lang của cục công an, sau lưng hắn có hai người đuổi theo, vừa đuổi vừa hô. Đứng lại, dừng chạy, cản hắn lại. Tên đàn ông nhỏ gầy kia bị bắt vào vì tội ăn cắp, nhưng không may là người này không chỉ là căn cắp vặt, trên người hắn còn có án mạng, vì vậy mà vừa bị bắt vào cục công an không lâu thì hắn đã muốn chạy trốn. Tất nhiên cảnh sát cũng cho rằng hắn chỉ là một tên cắp vặt,
vì thế cũng không giữ chặt, để hắn có cơ hội bỏ trốn. Đáng tiếc là hai tên cảnh sát trong nhóm của Băng Băng đang nói chuyện thì phát hiện ra tên kia bỏ chạy, vì vậy mà đuổi theo. Rõ ràng người trong đội của Băng Băng đều là tinh anh, vì tên ăn cắp vặt sắp bị bắt đến nơi. Tên ăn cắp thấy tình huống không ổn, nhưng đúng lúc này hai mắt hắn tỏa sáng, vì trước mặt hắn xuất hiện một nữ cảnh sát rất đẹp, quan trọng là bụng hơi lớn, rõ ràng là có mang. Đây là mộ con tin tuyệt hảo. Tên ăn cắp nghĩ như vậy, sau đó nhào về phía nữ cảnh sát kia. Hai tên cảnh sát đuổi theo tên ăn cắp cảm thấy vui mừng, tên kia cho rằng dễ ức hiếp phụ nữ có thai sao. Đây là đối tượng hùng mạnh nhất trong cục công an đấy. Người phụ nữ có mang này không phải là ai khác, chính là Lãnh Băng Băng, là cảnh sát hùng mạnh nhất trong cục công an. Nàng dù có mang cũng chạy nhanh hơn người thường, đánh thắng hơn chục tên cướp, nhưng tên ăn cắp kia tưởng nàng là quả hồng mềm, vì vậy chỉ có thể nói là tự gây nghiệt thì khó sống. Khi thấy tên căn cắp nhào về phía mình, Lãnh Băng Băng tiện tay cho đối phương một tát bất tỉnh, sau đó nàng dùng ánh mắt không vui nhìn thủ hạ của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Giữ một người cũng không xong sao? À, đội trưởng, người này không phải thoát ra từ trong tay chúng ta. Một tên cảnh sát vội vàng giải thích. Mang về điều tra một chút, dám chạy trốn trong cục công an, xem ra có án lớn trên đầu. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Vâng, đội trưởng. Hai người kia chạy đến kéo tên ăn cắp đi, mà Lãnh Băng Băng đi về phía phòng làm việc. Lãnh Băng Băng xoay người. Sau đó nàng mỉm cười dùng tay đè lên bụng. Tiểu tử kia đừng đá mẹ, không thì chờ con đi ra, mẹ sẽ cho cha đá con. Băng Băng, con lại đá chị sao? Một âm thanh vang lên bên cạnh. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười sáng lạn. Chồng, cậu đến rồi à? Người vừa xuất hiện là Hạ Thiên, hắn cuối cùng cũng rời khỏi Tuyết Sơn, sau đó đến Tây Đô đưa cơ Thanh Ảnh và An Tâm đến Giang Hải, cuối cùng hắn đi đến chỗ này của Lãnh Băng Băng. Băng Băng, tôi vừa đến Thần Tiên Đảo, mọi người đều đang trang hoàng cho phòng của mình, chỉ có muốn trang hoàng phòng mình không? Hạ Thiên khẽ ôm eo Lãnh Băng Băng rồi dịu dàng hỏi. Lãnh Băng Băng có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi khỏi, bên kia vừa mới lắp thiết bị, sợ có ảnh hưởng đến con. Thần Tiên Đảo thật sự đã hoàn công, ít nhất nhiệm vụ của Tiền Đa Đa đã cơ bản hoàn thành, bây giờ các bà vợ của Hạ Thiên đang trang hoàng gian phòng của chính mình. Vài ngày trước ngay cả Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị cũng đã rời khỏi Thanh Phong Sơn, bây giờ cả hai xài chung phòng ngủ vốn thuộc về Nguyệt Thanh Nhã, mà Nguyệt Thanh Nhã cũng thực hiện lời hứa của mình, dù là thế nào cũng chia cho Dạ Ngọc Mị một nửa, dù là đàn ông cũng chia cho một nửa. Tất nhiên Hạ Thiên cảm thấy cầu mà chưa được, hắn không thể phản đối, mà những người phụ nữ khác cũng không chối bỏ địa vị siêu nhiên của Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã. Vài ngày qua hai người bọn họ cũng không nhàn nhã, Dạ Ngọc Mị đang cố gắng trang hoàng gian phòng. Nàng muốn làm những gì mình thích, tất nhiên còn có một người thứ ba gia nhập, chính là Hạ Thiên. Còn Nguyệt Thanh Nhã, nàng vội vàng kiến tạo hộ pháp trận trên Thần Tiên Đảo, dù là yêu tinh biệt uyển mới của tiểu yêu tinh trên đảo nhỏ tự xưng dù có bị tên lửa tập kích cũng có thể khởi động hệ thống phòng vệ thì Nguyệt Thanh Nhã cũng không quá tin tưởng vũ khí hiện đại, nàng chọn lựa phương án của mình cho bảo đảm. Ba hòn đảo được luyện thành một thể, thủy vực giữa ba đảo và vài km xung quanh đều là vùng cấm, người ngoài căn bản không thể tiến vào. Cơ Thanh Ảnh đến và thấy thỏa mãn, nơi này thật sự lớn hơn những gì nàng tưởng tượng. Chương 1468, cho chút lễ vật. Các bà vợ của Hạ Thiên đã cơ bản đến Thần Tiên Đảo xem qua phòng của mình, mỗi người đều thích Thần Tiên Đảo, ai cũng cảm thấy Hạ Thiên mua ba hòn đảo này là rất chính xác. Lãnh Băng Băng cũng đã đến đảo xem qua, nhưng nàng chỉ đến thăm một lần, nàng thật ra cũng thích nhưng tất cả kiến trúc nơi đây đều mới làm xong, nàng nghe nói mùi nhà mới và thiết bị lắp đặt cũng không tốt cho con. Dù những tài liệu được sử dụng trên đảo đều là tốt nhất nhưng vẫn có ảnh hưởng, vì thế mà nàng quyết định tạm thời không lên đảo, để đến khi sinh con xong rồi nói sau. Băng Băng, thật ra không khí trên đảo rất tốt, nếu chị lo lắng thì chờ thêm vài ngày, đợi Thần Tiên Tỷ Tỷ làm tốt trận pháp, như vậy sẽ không còn vấn đề. Thần Tiên Tỷ Tỷ có một trận pháp trừ khử tất cả khí tức không tốt, đến khi đó trên Thần Tiên Đảo sẽ chẳng khác nào thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cũng không kiên trì đưa Lãnh Băng Băng lên Thần Tiên Đảo. À, vậy thì chờ chị Nguyệt làm xong trận pháp, như vậy tôi sẽ lên đảo. Lãnh Băng Băng tin tưởng Hạ Thiên, nàng gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Băng Băng, bây giờ bụng chị lớn thế này rồi, hay là khỏi đi làm? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Không sao,
tôi không đi làm thì ở nhà cũng không biết làm gì hơn, rất buồn. Lãnh Băng Băng vẫn muốn đi làm. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy cũng được, tôi sẽ cho Sương Nha Đầu đi theo chị, không thì sẽ rất lo lắng. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu, nàng tuy cảm thấy mình không có vấn đề nhưng đàn ông của mình quan tâm, nàng cũng không từ chối. Cục dân chính thành phố Giang Hải. Hôm nay là chủ nhật, cục dân chính vốn không đi làm, nhưng hôm nay cục trưởng cục dân chính Trịnh Chiết lại chờ trong cục, trong lòng còn có chút bất an, vì hôm nay có một vị khách quan trọng đến đây. Ông là Trịnh Chiết sao? Khi Trịnh Chiết cảm thấy có chút nôn nóng thì một âm thanh vang lên trong tai, hắn vội vàng ngẩng đầu, sau đó thấy một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mặt. Đúng, đúng, tôi là Trịnh Chiết, anh là Hạ Tiên Sinh phải không? Trịnh Chiết vội vàng đứng lên liên tục nói. Đúng vậy, tôi chính là Hạ Thiên. Người đến gật đầu, sau đó lấy ra một chồng giấy chứng minh. Làm giấy kết hôn cho tôi. Vâng, Hạ Tiên Sinh. Trịnh Chiết vội vàng gật đầu, sau đó lại ngây người. Trịnh Chiết thấy rất nhiều giấy chứng minh, cùng rất nhiều hình ảnh nam nữ chụp chung, nhưng hắn phát hiện mỗi tấm hình đều có chung một người đàn ông mà phụ nữ thì khác biệt. Chồng giấy chứng minh kia thì càng quỷ dị, những tờ giấy chứng minh của nam thì như nhau, tên giống nhau, địa chỉ trùng nhau, ngay cả ảnh cũng như nhau, nhưng khác biệt về số chứng minh, hơn 20 giấy chứng minh với số khác nhau, nhưng tất cả chỉ là một người mà thôi. Điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là dãy số kia chỉ khác biệt ở hai số cuối mà thôi. Hạ Tiên Sinh, những tờ giấy chứng minh này. Trịnh Chiết có chút mơ hồ. Đừng hỏi nhiều, tất cả đều là thật, ông giúp tôi làm tốt là được. Hạ Thiên mất kiên nhẫn thúc giục. Nếu có người vì chuyện này mà làm phiền, làm ông mất chức, tôi sẽ cho ông một công tác còn tốt hơn. Vâng, Hạ Tiên Sinh, tôi sẽ làm ngay. Trịnh Chiết nghe được câu nói này của Hạ Thiên thì cũng mặc kệ tất cả, lập tức hành động. Giấy kết hôn làm rất nhanh, Trịnh Chiết chỉ cần mất nửa giờ đã xong 20 cái, cơ bản là mỗi phút một cái, sau đó đưa tất cả vào trong tay Hạ Thiên. À, ông làm rất tốt, nếu ông mất công tác cứ điện thoại cho Tiểu Kiều, ông biết tôi nói đến ai chứ? Hạ Thiên tiếp nhận giấy kết hôn trong tay Trịnh Chiết, sau đó nói một câu. Vâng, tôi tất nhiên biết rõ Kiều Tiểu Thư. Trịnh Chiết vội vàng trả lời. Vậy thì được, tôi đi đây. Hạ Thiên nói đi là đi, lời chưa dứt đã biến mất. Hạ Tiên Sinh đi thong thả. Trịnh Chiết vẫn rất khách khí, sau đó hắn ngồi xuống vị trí cũ xem xét vài phút, cuối cùng nhấc điện thoại lên mắng chửi một vị phó phòng dân sinh trong cục dân sinh tỉnh như xối máu chó lên đầu. Giữa trưa cùng ngày, phòng làm việc của giám đốc phân viện của Bệnh viện Y Nhân Các ở Giang Hải. Y Tiểu Âm mặc tây trang đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, tuy trang phục của nàng vẫn rất bảo thủ nhưng lại khó thể che giấu vẻ quyến rũ. Tiểu thư, có phải tên khốn kia không tới? Nha hoàn A Cửu lúc này nói với vẻ mặt tức giận, tên khốn nạn trong lời nói của nàng chính là Hạ Thiên. Vài tháng trước Y Tiểu Âm bắt đầu tiếp nhận những cuộc hẹn trước, nhận lời sẽ cho Hạ Thiên chữa bệnh cho bọn họ. Nhưng đến nay hắn còn chưa chữa cho bất kỳ ai, điều này làm cho danh dự của Bệnh viện Y Nhân Các có chút ảnh hưởng. Mãi đến vài ngày trước đó Y Tiểu Âm mới nhận được điện thoại của Hạ Thiên, nói nàng hẹn tất cả những người bệnh đến thành phố Giang Hải, hắn sẽ chữa cho tất cả, thời gian là ngày hôm nay. Y Tiểu Âm và A Cửu đến phân viện này từ sáng sớm, bọn họ chờ đợi đến tận bây giờ, đã qua thời gian dùng cơm trưa nhưng vẫn chưa thấy Hạ Thiên đến, tất nhiên A Cửu nói lời oán thán cũng đúng. Thậm chí nàng nghi ngờ Hạ Thiên muốn lừa mọi người. Cậu ấy sẽ đến. Y Tiểu Âm lắc đầu. Ưu điểm duy nhất của cậu ta chính là giữ lời. Vợ Y, lời này của chị rất đúng, tôi rất thích. Một âm thanh cười hì hì chợt vang lên, Hạ Thiên chợt xuất hiện không một chút dấu hiệu, nhưng lúc này hắn cũng không hù dọa được Y Tiểu Âm và A Cửu, dù sao thì các nàng cũng không phải lần đầu tiên được thấy hắn xuất hiện như vậy. Cậu cơm nước xong hay bắt đầu trị liệu ngay bây giờ? Y Tiểu Âm nhàn nhạt hỏi. À, tôi đã ăn rồi. Hạ Thiên cười hì hì. Nhưng tôi muốn cho các người vài thứ. Hạ Thiên lấy ra hai giấy chứng minh, sau đó phân biệt đưa cho Y Tiểu Âm và A Cửu. Đây là giấy chứng minh mới của hai người. Giấy chứng minh mới. Y Tiểu Âm cầm lấy xem xét, chẳng phải cũng chỉ là một tờ giấy chứng minh sao? Tờ giấy chứng minh này chẳng khác nào thứ trước đó của Y Tiểu Âm, tất cả không thay đổi mà chỉ có địa chỉ thay đổi. Nàng vốn ở thủ đô nhưng bây giờ trên mục địa chỉ có mỗi năm chữ thần tiên đảo số 1. Tôi đã có giấy chứng minh, cậu đưa tôi giấy chứng minh này để làm gì? Y Tiểu Âm khẽ nhíu mày.
À, vợ y, giấy chứng minh của chị đã bị gạch bỏ, sau này chỉ có thể dùng giấy này, mà những thứ như hộ chiếu của chị cũng cần phải làm lại. Hạ Thiên thuận miệng nói. Này, tên khốn anh có ý gì? Vì sao tiểu thư ở thần tiên đảo số 1 còn tôi lại ở thần tiên đảo số 2? A Cửu rất tức giận. Còn nữa, anh làm gì với cái tên của tôi vậy? Tôi là A Cửu, không cùng họ với anh. Sau này cô cùng họ với tội. Hạ Thiên lười biếng nói. Còn địa chỉ khác biệt thì đơn giản thôi, vợ tôi đều ở thần tiên đảo số 1, nhưng cô là nha hoàn, chỉ có thể ở thần tiên đảo số 2. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Đúng rồi, vợ y y, có thời gian chị đến thần tiên đảo xem phòng của mình, các chị đều có thể trang hoàng gian phòng theo ý riêng của mình. Tôi chưa muốn đến đó ở. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Vợ y y, chị là vợ tôi, tất nhiên phải đi theo tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi không phải vợ cậu. Y Tiểu Âm vẫn bình tĩnh. Không, chị là vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn lấy ra một quyển sổ hồng đưa cho Y Tiểu Âm. Vợ y y, đây là hôn thú của chúng ta, chị cũng cầm lấy đi. Cái gì? Vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt biến đổi, nàng nhận lấy xem xét, đây không phải là giấy hôn thú giữa nàng và Hạ Thiên sao? Này, tiểu thư đi làm giấy hôn thú với anh khi nào? A Cửu thật sự tức giận. Anh rõ ràng là làm giả giấy hôn thú. Đây tuyệt đối là thật. Hạ Thiên lười biếng nói. Được rồi, vợ y y, nếu chị không muốn đến thần tiên đảo bây giờ thì tôi cũng không cưỡng cầu, nhưng chị là vợ tôi, điều này không thể nào thay đổi được, tôi sẽ không bắt buộc chị, tôi có đầy đủ thời gian để chờ đợi. Vậy cậu cứ ở đó mà chờ đi. Y Tiểu Âm thu hồi giấy chứng minh và giấy hôn thú. Bây giờ cậu đã đi chữa bệnh chưa? Tôi sẽ đi. Hạ Thiên khẽ cười rồi lại biến mất trước mặt Y Tiểu Âm và A Cửu. Lúc chạng vạng tối, Hạ Thiên rời khỏi bệnh viện Y Nhân Các, hắn đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Nhà đầu điên khùng, chỉ có một mình cô thôi sao? Khi vào phòng khách thì Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi, đồng thời cũng phát hiện trong đây không có ai khác. Biết rồi còn hỏi, anh không phải không biết Kiều Tiểu Thư và Kiều Hoàng Nhi đã lên đảo rồi sao? Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sao cô không đi? Hạ Thiên hỏi. Ai nói tôi không đi? Chỉ là thu thập vài thứ, vài ngày nữa mới đi. Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng. Chỗ này có gì mà thu thập? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi không nỡ rời khỏi chỗ này, muốn ở thêm vài ngày không được sao? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Nhà đầu điên khùng, ngực cô càng lúc càng lớn, đầu óc càng lúc càng teo, thần tiên đảo cách đây không xa, phòng này vẫn ở đây mà không mọc chân chạy mất. Bất cứ lúc nào cũng có thể về, cô còn gì mà nỡ hay không? Hạ Thiên lắc đầu cảm khái. Anh mới ngốc. Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Còn nữa, đừng nói ngực tôi lớn, ngực tôi không lớn bằng dạ ngọc mị. Ngực của em chân dài thật sự là rất lớn, lớn hơn của cô một chút, chẳng lẽ là tôi sờ nhiều mà lớn lên? Hạ Thiên lầm bầm, bàn tay khẽ vẫy, Kiều Phượng Nhi chợt mất đi khống chế mà bay vào trong lòng hắn. Này, anh muốn làm gì? Kiều Phượng Nhi chợt hừ một tiếng. À, có chút ý nghĩ. Hạ Thiên cười xấu xa. Nhà đầu điên khùng, tôi chợt thấy hôm nay chúng ta kỷ niệm một năm ngày gặp mặt, có phải cô nên tặng tôi chút lễ vật không nhỉ? Chương 1469, Trường Sinh Hội. Anh cho tôi lễ vật gì? Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng. À, tôi tặng chính mình cho cô. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi cũng tặng chính mình cho anh. Kiều Phượng Nhi không phục và trả lời. Được, tôi sẽ thu lễ vật. Hạ Thiên tất nhiên không khách khí, sau đó hắn bắt đầu mở lễ vật ra, bắt đầu quá trình nghiệm thu. Sáng hôm sau, trong phòng họp của tập đoàn thần y có vài mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp và gợi cảm vô hạn, các nàng cũng không phải là người của tập đoàn thần y nhưng đều là vợ của Hạ Thiên. Ngoài chủ tịch tập đoàn thần y là Diệp Mộng Oánh thì có Kiều Tiểu Kiều, Tôn Hinh Hinh, Liễu Vân Mạn. Gần đây công ty của chúng ta có chút vấn đề. Vì vậy chúng ta mới tập trung thương lượng xem nên ứng phó thế nào, vì đối phương rõ ràng chĩa mũi dùi về phía chúng ta. Trên gương mặt đẹp của Diệp Mộng Oánh có vài phần sầu lo. Các nghiệp vụ của tập đoàn thần y bị ngăn chặn toàn diện, dù là trong nước hay nước ngoài cũng vậy, vài ngày qua phát sinh ảnh hưởng quá lớn. Hai ngày trước một viên quản lý cao cấp của tập đoàn thần y ở nước ngoài bị FBI bắt đi, đến bây giờ còn chưa được thả ra. Quỹ đầu tư họ Kiều cũng bị chèn ép. Đối phương tài lực hùng hậu làm chúng ta không theo kịp.
Kiều Tiểu Kiều cũng lên tiếng. Cơ cấu từ thiện của tôi bị người ta thi nhau lập mưu hãm hại, thậm chí có nhiều người nói chúng tôi buôn bán trẻ em, tóm lại phiền toái cũng không dứt. Liễu Vân Mạn cũng có chút sầu não. Công ty công nghệ Lam Thiên của tôi thì tốt hơn một chút nhưng nước ngoài nói công ty chuyên bồi dưỡng hacker, phá hoại các trang web nước ngoài. Tôn Hình Hình cũng nói. Thật ra em đã điều tra thân phận của đối phương. Kiều Tiểu Kiều nhìn ba người phụ nữ còn lại. Có một tổ chức gọi là Trường Sinh Hội là kẻ đứng sau vài sự kiện liên quan, mục tiêu của bọn họ không phải là chúng ta mà chính là chồng. Người phát động cho tổ chức này chính là Đinh Hương, nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam trước đây. Trước đó lão hy vọng chồng có thể ban cho thuật trường sinh bất tử, nhưng chồng không đồng ý. Vài tháng trước người này còn uy hiếp em, nói rằng sẽ không từ thủ đoạn nào. Lúc đó em vì bận công việc mà không quan tâm, nhưng không ngờ bây giờ lão ta lại gây ra phiền toái lớn cho chúng ta như vậy. Đám người trong Trường Sinh Hội kia là ai? Diệp Mộng Oánh nhìn Kiều Tiểu Kiều rồi hỏi. Phần lớn là phú hào, còn có một số quan lớn chính khách, bọn họ có một điểm giống nhau chính là tuổi khá cao, hoặc sắp chết, hơn nữa bọn họ đều không muốn chết. Đinh Hương lấy cho Trường Sinh để thu hút bọn họ, làm cho bọn họ phải đưa thân vào tổ chức, bây giờ bọn họ phần lớn ở Mỹ, tài lực rất kinh người, hơn nữa bọn họ đều có quan hệ, nên đây có thể coi là một tổ chức có năng lượng rất lớn. Kiều Tiểu Kiều có chút sầu lo. Em đã tính toán, mọi người chúng ta sẽ cùng chung vốn, còn có tiền của Tiền Đa Đa, có tiền của ám tổ, nhưng vẫn chỉ là 1.000 tỷ nhân dân tệ mà thôi, nếu so sánh với đối phương thì vẫn ít hơn, muốn chơi tay đôi với bọn họ thì cơ hội thủ thắng là khá thấp. Thật ra cũng chưa chắc không có cơ hội, tuy tài chính của chúng ta thiếu, nhưng nhỏ đánh lớn cũng có thể thắng. Diệp Mộng Oánh suy nghĩ rồi nói. Có muốn thương lượng một chút với Hạ Thiên không? Tôn Hình Hình mở miệng hỏi. Chuyện làm ăn theo tôi nghĩ thì không nên làm phiền chồng, chúng ta tự thu phục là được. Diệp Mộng Oánh lắc đầu nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, có chuyện gì xảy ra sao? Âm thanh của Hạ Thiên chợt vang lên, hắn xuất hiện, sau đó một tay ôm Diệp Mộng Oánh, một tay ôm Kiều Tiểu Kiều. Chuyện này các chị cũng đừng quản nữa, trước đó chị Isabella vẫn luôn theo sát đám người kia, chỉ là những chuyện vừa xảy ra vài ngày qua cũng không được chị ấy bám sát. Bây giờ vợ Vi Nhi đã đi, đợi hai chị ấy điều tra ra hang ổ của bọn họ, như vậy vấn đề sẽ xong. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Mỹ nữ tỷ tỷ, đây không phải là chuyện kinh doanh, Đinh Hương kia dùng phương pháp mà chính lão am hiểu nhất để đối phó với tôi. Tất nhiên tôi sẽ dùng thứ gì mình am hiểu nhất để xử lý lão, không cần lấy cái yếu của mình đi chống cái mạnh của đối phương. Đối phó với bọn họ thì phải cho bọn họ biết tay, đám người kia có ý với tôi, sẽ cho bọn họ sống ngắn hơn. Chồng nói đúng, thật sự nên dạy bảo cho đám người kia một bài học, nếu không sau này sẽ rất phiền. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi gật đầu tán thành. Vậy thì được, chồng, vậy cậu đi giải quyết, chỉ cần không còn Trường Sinh Hội thì tất cả vấn đề sẽ không còn. Diệp Mộng Oánh cũng không kiên trì giải quyết vấn đề bằng nghiệp vụ kinh doanh. À, tôi đi trước. Hạ Thiên đến nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người thấy mình được hôn một cái, ngực được sờ một cái, sau đó hắn biến mất. Bốn người phụ nữ nhìn nhau mà vẻ mặt hơi đỏ, xem ra chồng càng lúc càng không kiêng nể gì. Trạng vạng tối, ở thủ đô. Trong một căn biệt thự, trên bãi cỏ, ám hoàng nữ nhân ngày xưa thanh danh hiển hách một thời bây giờ đang ngồi trên mặt ghế, bên cạnh lão là một thiếu phụ cực kỳ dịu dàng, đang bón cho lão ăn nho. Tam sư phụ, xem ra cuộc sống của sư phụ rất tuyệt. Một âm thanh lười biếng vang lên, trong tầm mắt của ám hoàng chợt xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, là Hạ Thiên. Tiểu tử, sao ngươi có tâm tư đến thủ đô? Theo ta biết thì ngươi đã đưa tất cả các bà vợ đến thành phố Giang Hải, bốn đóa hoa ở thủ đô đều bị hái sạch, ngay cả mỹ nhi của ám tổ cũng bị ngươi bắt đi, ngươi còn đến đây làm gì? Chẳng lẽ ở thủ đô này còn mỹ nữ thu hút ngươi sao? Nữ nhân dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, rõ ràng bất ngờ vì Hạ Thiên xuất hiện ở đây. Tam sư phụ, hôm nay tôi cố ý đến tìm ngài. Hạ Thiên duỗi lưng một cái. Là thế này. Sư phụ chờ trên núi 20 năm, lãng phí thanh xuân, tôi quyết định đền bù cho ngài sống thêm vài trăm năm. Sống lâu làm mẹ gì? Lữ nhân lắc đầu. Chẳng lẽ muốn ta trở thành một lão già cô đơn vài chục năm? Điều này, tam sư phụ, tuy tôi sẽ không thường xuyên đến thăm ngài, nhưng lâu lâu cũng có thể đến một lần, ngài xem, đệ tử như vậy là không tệ rồi chứ. Hạ Thiên cười hì hì. Hơn nữa đến lúc đó ngài có thể tìm thêm vài cô vợ. Thôi bỏ.
Lữ nhân lắc đầu. Tiểu tử, ta biết rõ năng lực của ngươi, ta cũng biết ngươi nói được làm được, nhưng ta không muốn trường sinh bất lão, ta không phải ngươi, không có nhiều hồng nhan làm bạn, sống ngàn năm cũng không buồn. Nếu là ngươi muốn giúp, hãy cho ta sống thêm 30 năm nữa, ta vừa vặn lớn hơn cô ấy 30 tuổi, chúng ta muốn cùng nhau rời khỏi thế giới này. Được rồi. Hạ Thiên cũng không kiên trì, hắn lấy ra một bình thuốc nhỏ đưa cho Lữ Nhân. Chỗ này có một viên đan dược, ngài ăn vào sẽ trẻ ra 30 tuổi. Lữ Nhân tiếp nhận rồi hỏi. Tiểu tử, chắc ngươi cũng đã đến tìm quỷ y và sát thần rồi chứ? Bọn họ quyết định thế nào? Đại sư phụ không muốn sống lâu, còn nhị sư phụ thì hy vọng trẻ 20 tuổi. Hạ Thiên trả lời. Quả nhiên không khác gì suy đoán của ta. Lữ Nhân cười nhạt một tiếng. Chúng ta cuối cùng cũng là tục nhân, không thể làm thần tiên. Tam sư phụ, nếu sau này ngài thay đổi ý kiến, ngài biết tìm tôi thế nào rồi đấy. Hạ Thiên để lại một câu rồi lóe người biến mất. Một giây sau Hạ Thiên quay về thần tiên đảo, bây giờ thần tiên đảo như một cung điện trên mặt nước, khí tức cổ xưa và hiện đại giao hòa với nhau, có thể nói là kết hợp hoàn mỹ, đây rõ ràng là bảo địa. Lúc này An Tâm và Cơ Thanh Ảnh đang nghịch nước trong hồ, bên cạnh có một hình bóng khêu gợi, là Dạ Ngọc Mị, nàng nhìn Cơ Thanh Ảnh, ánh mắt có chút quái dị. Em chân dài, chị sẽ không muốn đánh cô ấy đấy chứ? Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo của Dạ Ngọc Mị, hắn có chút lo lắng. Thật ra cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, nếu muốn đánh thì nên tìm yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia, nhưng tôi cảm thấy chị nên cảm tạ cô ta mới đúng, nếu không có cô ta, chị sao có thể tìm được một người chồng tốt như tôi? Là cậu nên cảm tạ cô ta. Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Chút tâm tư của Sắc Lang cậu đừng tưởng tôi không biết, nếu cô ấy thương lượng với cậu, sợ rằng cậu cũng sẽ đồng ý. À, em chân dài, chị cũng đừng so đo nữa, tóm lại bây giờ chị là vợ tôi là chồng chị, mà cô ấy chỉ là bà mối, đánh bà mối cũng không đúng. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Cậu vội vàng chạy về là sợ tôi đánh cô ấy sao? Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên. Thật sự tôi có chút kỳ quái. Cô ta sử dụng phân thân đến với cậu, sao cậu không luyện ra một phân thân đi với cô ta đến Đại Lục Tiên Vân? Như vậy sao được? Hạ Thiên lắc đầu. Tôi là Hạ Thiên, là độc nhất vô nhị, trên đời này không có thứ hai, tôi cũng không luyện chế phân thân, tôi là duy nhất, mà các chị cũng chỉ thuộc về tôi mà thôi. Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt, tôi cũng không muốn có hai người đàn ông. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, sau đó lời nói xoay chuyển. Yên tâm đi. Tôi đã đồng ý không đối phó với Cơ Thanh Ảnh sẽ thực hiện, hơn nữa cậu nói rất đúng, tôi sẽ không đi so đo với một phân thân, như vậy cũng mất thân phận. Em chân dài, chị muốn xuống giỡn nước không? Hạ Thiên khẽ cười. Không thì chúng ta cùng xuống làm uyên ương giỡn nước. Chương 1470, ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Cũng không quan tâm Dạ Ngọc Mị có đồng ý hay không, Hạ Thiên ôm nàng nhảy vào trong nước, sau đó cả buổi tối hắn và các nàng ở trong nước không đi ra. Mãi đến sáng ngày hôm sau Dạ Ngọc Mị không chịu nổi Hạ Thiên nên trực tiếp mặc quần áo vào, vì vậy hắn mới lưu luyến rời khỏi người nàng, mà nàng cũng cảm thấy không nói biện pháp cởi quần áo cho hắn biết là một biện pháp cực kỳ chính xác. Dạ Ngọc Mị cũng không thể không thừa nhận một sự kiện đó là Hạ Thiên thật sự cũng chẳng phải là một người tu tiên chính thức, dù bây giờ hắn có tu vi độ kiếp kỳ mạnh mẽ nhưng công lực càng giống như sản phẩm phụ, là sản phẩm phụ để hắn đi tìm kiếm mỹ nữ khắp nơi. Trên Đại Lục Tiên Vân thì những người tu tiên đều cảm thấy chuyện nam nữ rất nhạt, mà Hạ Thiên lại hoàn toàn khác biệt, hắn có tu vi siêu cường, giống như tất cả những thứ đó chỉ phục vụ cho các bà vợ mà thôi. Dạ Ngọc Mị quay lại phòng ngủ với cơ thể như nhũn ra, nàng trực tiếp nhảy lên giường, trước khi tiến vào mộng đẹp thì trong đầu nàng còn có một ý nghĩ. May mà tên khốn kia có nhiều phụ nữ, nếu không thì chẳng ai có thể chịu nổi tình huống mỗi ngày đều được hưởng trọn như thế này. Sáng sớm hôm sau. Trong một khu căn cứ quân sự ở thành phố Giang Hải, nơi đây có một sân huấn luyện độc lập, lúc này cũng không có người huấn luyện nào khác, trên sân chỉ có một hình bóng thon dài, một người mặc áo da đen bó sát người, những đường cong hoàn mỹ được thể hiện cực kỳ tinh tế. Tất nhiên người phụ nữ này là Mỹ Nhi, dù tổng bộ ám tổ vẫn ở thủ đô nhưng thực tế nơi đó đã được coi là phân bộ, mà căn cứ của ám tổ ở nơi đây đang được cải tạo để sau này trở thành nơi chính thức, đồng thời cũng sẽ là tổng bộ của Thiên Đạo Tổ. Mị Nhi và Mộc Hàm sau này sẽ ở lại chỗ này, nếu không phải thời điểm đặc biệt thì các nàng sẽ không đi chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ Ám Tổ và Long Tổ cũng đã có rất nhiều người mới, nhóm người được Hạ Thiên huấn luyện càng có biểu hiện xuất sắc,
trong đó có ít người được điều đến Long Tổ, vì vậy bây giờ dù là nhiệm vụ rất khó cũng chỉ cần cho những kẻ kia đi chấp hành là được. Cũng vì thế mà lúc này thượng cấp mới đồng ý cho Mị Nhi và Mộc Hàm đến thường trú ở thành phố Giang Hải. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng Mị Nhi bây giờ vẫn cảm thấy có chút không thân thuộc, nàng đi đến Giang Hải một khoảng thời gian nhưng Hạ Thiên vẫn chưa tìm đến, điều này làm nàng mơ hồ có chút thất lạc. Nàng biết tất cả những bà vợ của Hạ Thiên đều đến Giang Hải, cũng biết các nàng hầu như đều ở lại Thần Tiên Đảo, Mộc Hàm cũng mời nàng đi qua, nhưng khi đó nàng lại từ chối không đi, vì nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và hắn vẫn thật sự chưa minh bạch. Dù hắn luôn gọi nàng là vợ nhưng nàng lại không quá thật sự cho mình là vợ của hắn, vì hắn có quá nhiều vợ. Vợ Mị Nhi, chị đang suy nghĩ gì vậy? Một âm thanh buồn bực vang lên bên tai Mị Nhi. Mị Nhi chợt ngây người, cho đến lúc này nàng mới giật mình bừng tỉnh, nàng đang nghĩ đến Hạ Thiên, nhưng hắn chợt xuất hiện bên cạnh nàng không một tiếng động, sau đó lại ôm eo bất chấp nàng có đồng ý hay không. Mị Nhi không trốn, thật sự bây giờ cũng khó thể trốn, dù nàng có thân pháp mị ảnh hùng mạnh, nhưng dù sao thì tu vi của nàng và Hạ Thiên vẫn cách biệt quá xa, nàng vẫn chỉ là kim đan kỳ mà hắn đã là độ kiếp kỳ, dù nàng có ẩn thân thế nào thì hắn vẫn có thể tìm đến được. Mị Nhi cũng không muốn trốn, khoảnh khắc khi hắn ôm lấy nàng, lúc đó nàng chợt phát hiện những bất an của mình biến mất. Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên, nàng vẫn là nàng, hắn vẫn đối xử với nàng như trước kia, cũng không thay đổi, điều này đối với nàng là quá đủ rồi. Tôi đang nghĩ về những gì cậu đang làm những ngày qua. Mị Nhi có chút do dự, cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ chân thật của mình. Khoảng thời gian này cậu rất bận rộn phải không? Có chút bận rộn, tôi phải đi khắp nơi để dọn nhà, vợ Mị Nhi, chị còn chưa dọn đến Thần Tiên Đảo đấy. Hạ Thiên cũng không giấu giếm. Còn có một việc khác là thuận tiện xử lý, nhưng bây giờ tất cả đã xong, chỉ còn lại chuyện của chúng ta mà thôi. Chuyện của chúng ta? Mị Nhi chợt hỏi một câu. Chúng ta có chuyện gì? Vợ Mị Nhi, trước tiên đưa cái này cho chị, đó là giấy chứng minh mới của chị, còn đây là giấy kết hôn của chúng ta. Hạ Thiên đưa cho Mị Nhi hai tờ giấy, sau đó hắn nói thêm. Chuyện của chúng ta chính là tuần trăng mật, chị xem, chúng ta đã kết hôn, có nên đi hưởng tuần trăng mật không? Tôi làm giấy kết hôn hồi nào, sao lại không biết nhỉ? Mị Nhi nhìn giấy kết hôn mà có chút dở khóc dở cười. Cậu có phải là làm giả giấy kết hôn không? Tất nhiên là không phải, đây tuyệt đối là thật. Hạ Thiên lập tức lắc đầu. Vợ Mị Nhi, tóm lại bây giờ chị là người của tôi, tuần trăng mật là nhất định phải đi, chị có muốn chuẩn bị một chút không, nếu không thì chúng ta đi ngay bây giờ. Cậu muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật? Mị Nhi có chút bất đắc dĩ, người này vẫn sằng bậy như vậy, cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không, tự làm giấy kết hôn, tự quyết định chuyện tuần trăng mật. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào như vậy? Vợ Mị Nhi, chị sẽ biết ngay thôi. Hạ Thiên cười hì hì, hắn ôm sát eo Mị Nhi, sau đó chợt biến mất trong khu căn cứ. Một giây sau Mị Nhi phát hiện mình đang ở trên đường, mà con đường này có những cửa hiệu viết bằng tiếng Anh, hơn nữa một giây trước vẫn còn là sáng sớm, bây giờ là buổi tối. Đây là New York. Mị Nhi nhìn kỹ tên vài cửa hàng rồi ngây người, nàng thật sự khó thể tin nổi. Đúng vậy, nơi này là New York. Hạ Thiên cười hì hì. Nhưng, vợ Mị Nhi, chỗ này không phải nơi chúng ta hưởng tuần trăng mật. Tôi định đưa chị đi Hawaii hưởng trăng mật, nhưng trước khi đến đó chúng ta xử lý hai sự kiện, sau đó có thể an tâm hưởng trăng mật mà không ai quấy rầy. Mị Nhi thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó lại sáng ngời, một giây sau nàng phát hiện mình vào một gian phòng, trong đó có hai người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và khêu gợi. Nàng không quá quen thuộc hai người phụ nữ kia. Nhưng nàng cũng biết thân phận của cả hai, đó là hai sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, là Ngải Vi Nhi và Isabella. Chồng nhỏ, cuối cùng cậu cũng đã đến, mau đi giúp tôi dậy bảo đám người kia, tôi thiếu chút nữa thì bị hắn làm cho bị thương. Isabella nhào đến, bộ dạng có chút tức giận. Isabella bây giờ còn chưa đến tu vi kim đan kỳ, vì trước đó nàng luôn ở nước ngoài nên Hạ Thiên cũng khó thể giúp nàng tăng công lực. Trước đó Ngải Vi Nhi cùng hội họp với Isabella. Hạ Thiên tất nhiên không lo lắng cho vấn đề an toàn của Isabella. Nhưng hôm nay Isabella đến trường sinh hội và bị cao thủ phục kích, thiếu chút nữa thì bị thương, cũng may nàng sáng suốt mà tranh thủ bỏ trốn, còn đối phương tuy là cao thủ hơn hẳn Isabella nhưng không đến tu vi kim đan kỳ, vì vậy mà Isabella cũng chạy thoát thành công. Isabella nhanh chóng liên hệ với Ngải Vi Nhi, sau đó Ngải Vi Nhi định chạy sang giải quyết tất cả đám người kia,
nhưng sau khi nàng thông báo thì Hạ Thiên lại nói sẽ đích thân sang giải quyết đám Đinh Hương kia, vì thế mà ngài Vi Nhi mới ở đây chờ Hạ Thiên. Hạ Thiên đã sớm để lại dấu ấn tinh thần trên người ngài Vi Nhi, vì vậy hắn đơn giản biết vị trí của nàng, trực tiếp đi đến khách sạn. Chị Isabella, tên thiếu chút nữa đã đánh chị bị thương là người phương Đông à? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, chồng, cậu biết hắn sao? Isabella có chút kỳ quái. Không, nhưng trên đời này một người tu tiên duy nhất còn sót lại và gây phiền toái cho tôi cũng chính là tên khốn trước kia cùng tu luyện với Xương Nha Đầu. Hạ Thiên ngáp một cái. Thôi bỏ, không nói nhiều như vậy, vợ Mỹ Nhi, chị và chị Isabella tạm thời ở chỗ này, vợ Vi Nhi, chị đưa tôi đến tìm lão giả Đinh Hương, tôi sẽ xử lý bọn họ. Cậu đi bao lâu thì về? Mỹ Nhi không nhịn được phải hỏi một câu. À, nhiều lắm là nửa giờ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì được rồi, tôi ở đây chờ cậu. Mỹ Nhi đồng ý. Mà Hạ Thiên và ngài Vi Nhi nhanh chóng biến mất, vài giây sau bọn họ xuất hiện ở một nông trường, nơi đây chính là địa điểm mà đám người Trường Sinh Hội tụ tập. Trước đó ngài Vi Nhi đã tìm hiểu rất rõ, bây giờ nàng cũng quen việc dễ làm, người tu tiên cuối cùng căn bản chưa kịp nói lời nào thì đã là hình thần câu diệt, mà Hạ Thiên và ngài Vi Nhi cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đinh Hương. Mày là Hạ Thiên. Đinh Hương thấy Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt thì cảm thấy không ổn, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Lão già họ Đinh, ông vốn còn sống lâu, ít nhất cũng sống thêm 4-5 năm nữa, nếu ông mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe của tập đoàn Thần Y và sử dụng đều đặn thì sống 10 năm nữa cũng không là vấn đề. Đáng tiếc là lúc này ông chỉ còn sống được 4-5 giây nữa mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Tốt lắm, bây giờ ông đi chết đi. Thần thức đảo qua, Đinh Hương mất mạng ngay lập tức. Thần thức của Hạ Thiên lại đảo qua nông trường, tất cả những kẻ ở nơi đây đều bị xử lý. Còn vài người chưa đến đây, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý bọn họ. Ngài Vi Nhi nói, cậu đi tìm Mỹ Nhi đi, chuyện còn lại để tôi xử lý. À, cũng được, chờ tôi và vợ Mỹ Nhi xong tuần trăng mật sẽ đến đưa mọi người về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở sự kiện này. 10 phút sau Hạ Thiên quay lại phòng khách sạn. Sau đó dùng vài phút đưa Isabella tiến lên Kim Đan Kỳ, cuối cùng đưa Mỹ Nhi bỏ đi, điểm đến thật sự là Hawaii. Chương 1471, tất cả đã kết thúc. Mỹ Nhi nhìn chằm chằm vào tòa nhà lớn cách đó không xa, nàng chợt không biết nói gì hơn. Này, cậu thật sự đi hưởng tuần trăng mật sao? Cậu đừng nói đi đến CIA hưởng tuần trăng mật đấy nhé. Vợ Mỹ Nhi, sau khi làm xong chuyện này thì tôi đảm bảo sẽ đưa chị đi hưởng trăng mật. Hạ Thiên vộ vàng nói, cậu muốn làm gì, đừng nói là làm nổ tổng bộ CIA của người ta đấy nhé. Mỹ Nhi có chút dở khóc dở cười, tòa nhà cách đó không xa chẳng phải là tổng bộ của CIA sao? Vợ Mỹ Nhi cũng là người hiểu tôi thật sự muốn đập nát căn nhà này. Hạ Thiên gật đầu rất chân thành, sau đó hắn lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc là vợ tóc vàng nói làm vậy sẽ không tốt, sẽ gây rối loạn, vì vậy sử dụng chút thủ đoạn là hay hơn. Mộc Hàm nói không sai, dù cậu giết sạch người của CIA thì cũng không giải quyết được vấn đề, hơn nữa bọn họ che giấu rất sâu, muốn giết sạch cũng phí nhiều thời gian. Mỹ Nhi gật đầu rồi hỏi. Vậy cậu tính thế nào? À, tôi định đi thăm hỏi vị giám đốc của bọn họ. Hạ Thiên cười hì hì. Tôi nghĩ chỉ cần sau này vị giám đốc kia nghe lời một chút, sau này CIA sẽ không đến quấy rầy tôi nữa. Cậu xác nhận vị giám đốc kia đang ở trong tòa nhà này sao? Mỹ Nhi nhíu mày hỏi. À, vợ tóc vàng đã điều tra rồi, bây giờ hắn đang ở trong tòa nhà này. Hạ Thiên rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, cho đến nay luôn là đám người CIA đến gây phiền cho hắn. Vài hôm trước hắn phát hiện Caroline thật sự là do CIA phái đến, nhưng nàng chỉ là nhân vật được chiêu mộ tạm thời. Cha mẹ của nàng đều bị khống chế, nàng không thể không nghe lệnh tiếp cận Hạ Thiên. Sau đó dùng mỹ nhân kế và ám sát. Dù với năng lực của Hạ Thiên lúc này thì căn bản không cần lo lắng cho những người ở bên cạnh, nhưng không sợ là một chuyện, nếu đám người kia cứ kéo đến thì rất phiền. Vì vậy hắn quyết định áp dụng một phương án nhàn nhã, chính là đến thăm vị giám đốc CIA. Nếu như vậy thì chúng ta vào thôi. Mỹ Nhi kéo Hạ Thiên. Tôi ẩn thân giúp cậu đi vào. Tòa nhà CIA được bảo vệ chặt chẽ nhưng không làm gì được Hạ Thiên và Mỹ Nhi. Bọn họ mất vài phút tìm được phòng của vị giám đốc kia, sau đó Hạ Thiên dùng ngân châm với đối phương, cuối cùng lại rời khỏi nơi đây.
Từ đầu đến cuối vị giám đốc này thật sự không ý thức được có gì đó phát sinh, hắn chỉ biết tuyên bố một mệnh lệnh hủy bỏ tất cả hành động chĩa vào Hạ Thiên mà thôi. Đảo Hawaii. Dưới bầu trời đêm, trên bờ cát trắng, Hạ Thiên nhìn Mị Nhi, trên mặt là nụ cười ngọt. Vợ Mị Nhi, tuần trăng mật của chúng ta chính thức bắt đầu. Ở chỗ này sao? Mị Nhi có chút kinh ngạc. Chúng ta ở đây à? Chính là chỗ này. Hạ Thiên chỉ vào bãi cát, hắn cười hì hì. Thật ra tôi biết chị không thích ở trong nhà, vì vậy tôi cố ý đưa chị đến đây. À, bây giờ chúng ta ở trên bãi cát này, hòn đảo này lại nổi tiếng sạch sẽ, chúng ta ở đây một tháng cũng được. Ở bên ngoài này sao? Mị Nhi chợt ngây người, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác quỷ dị, như những lời Hạ Thiên nói thì nàng thích ngủ ngoài trời. Tuy bây giờ nàng đã bắt đầu tập quen dần với ngủ trong phòng, nhưng nàng vẫn thích ngủ bên ngoài hơn. Mị Nhi dẫm chân lên bãi cát xốp mịn mà mơ hồ bùng lên cảm giác ngọt ngào, Hạ Thiên thật sự biết nàng thích gì, cũng tình nguyện chuẩn bị cho nàng những thứ đó, mà tuần trăng mật như vậy tất nhiên sẽ làm nàng cực kỳ vui vẻ, dù hắn có rất nhiều phụ nữ nhưng vẫn không quên những sở thích của nàng, cũng không phải không quan tâm đến nàng. Vợ Mị Nhi, chị thích ở chỗ này không? Nếu chị không thích thì chúng ta có thể đổi chỗ. Nếu không thì đến sa mạc Sahara cũng được. Hạ Thiên bắt đầu đề xuất những địa điểm khác. Mị Nhi không đợi Hạ Thiên nói xong, nàng ngắt lời hắn. Không, tôi thích chỗ này. Trên bờ cát, hai thân ảnh cùng hợp lại, Hạ Thiên khẽ kéo áo ra của Mị Nhi, mà nàng cũng không còn chống cự. Sau một tháng, trong một khách sạn ở New York. Isabella, thu dọn đi, chúng ta sẽ đi. Ngải Vi Nhi nhìn mỹ nữ tóc tím khiêu gợi Isabella rồi thản nhiên nói. Huấn luyện viên, chồng nhỏ chẳng phải còn chưa đến sao? Isabella cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu ấy sắp đến. Ngải Vi Nhi hời hợt nói, trong lòng cũng đang thầm oán Hạ Thiên, sắc lang chết tiệt kia rõ ràng là yêu mến Mị Nhi, để các nàng chờ hơn một tháng, nếu không phải trong nước có việc, hắn sợ rằng cũng không muốn về. Một tháng qua Hạ Thiên và Mị Nhi ở đảo Hawaii. Ngải Vi Nhi cũng không nhàn rỗi, nàng xử lý đám người trường sinh hội, còn kiếm được số tiền lớn. Cuối cùng vì đợi Hạ Thiên quá lâu mà nàng quyết định đi thanh lý cả liên minh sát thủ, vì bên kia từng muốn đối phó với Hạ Thiên. Vì vậy mà liên minh sát thủ biến mất khỏi giới sát thủ, ám ảnh đoàn lúc này là một mình làm vua, không ai chống lại. Trong thời gian một tháng qua New York bên này thật sự có chút rung chuyển, có quá nhiều phú hào chết đi thì tất nhiên sẽ làm cho người ta chú ý, nhưng bọn họ cũng không điều tra được gì. Mà cùng lúc đó những phiền toái của tập đoàn thần y hay quỹ đầu tư họ Kiều cũng được giải quyết. Vô địch cũng thật sự tịch mịch. Ngải Vi Nhi thì thào nói, thôi thì đến thần tiên đảo cho hay, đi đến đó cũng có vài sư tỷ muội đánh nhau, không buồn chán. Isabella lại rất vui với cuộc sống ở thần tiên đảo, nàng làm sát thủ vài năm và cảm thấy mệt mỏi, nàng khác biệt với Ngải Vi Nhi, vì Ngải Vi Nhi từ nhỏ đã là sát thủ, đã luôn được hun đúc làm sát thủ, vì vậy rất yêu nghề. Isabella thì bị ép làm sát thủ, tuy nàng cũng không ghét nghiệp sát thủ nhưng cũng không phải rất yêu nghề, thật ra nếu có cơ hội thoát khỏi giới sát thủ thì nàng cầu còn chưa được. Hơn nữa ở thần tiên đảo bên kia còn có bạn của Isabella là Liễu Vân Mạn, nàng là một người không có quá nhiều bạn bè, bây giờ Liễu Vân Mạn lại cùng nàng có một người đàn ông, tất nhiên nàng cảm thấy hai bên có tiếng nói chung. Isabella nhanh chóng thu dọn, mà Hạ Thiên giống như biết được hành động của nàng. Sau khi nàng thu dọn xong thì hắn và Mị Nhi xuất hiện. Chỉ là khi thấy Mị Nhi thì Isabella có chút ghen tị, Ngải Vi Nhi cũng không khỏi thầm nói, trách gì Hạ Thiên không muốn về, vì sau khi Mị Nhi biến thành người phụ nữ thật sự thì thật sự quyến rũ kinh người, xứng đáng là Mị Nhi. Vợ Vi Nhi, chị Isabella, chúng ta về nhà. Hạ Thiên nói một câu, sau đó một giây thì bọn họ quay về đến thần tiên đảo. Tuần trăng mật chấm dứt, nhưng tương lai còn thời gian ngọt ngào chờ đón. Đỉnh Tuyết Sơn. Hạ Thiên lẳng lặng đứng bên cạnh một tòa đại diện kỳ dị, vì hắn biết đây chính là pháp trận để quay về đại lục Tiên Vân, đây cũng là nguyên nhân mà hắn phải quay về. Vấn Thiên Quân tuy đến chậm nhưng thật sự có đến, tất nhiên đây cũng là do hắn không may, vì nếu hắn ở lại đại lục Tiên Vân thì Hạ Thiên cũng không có biện pháp xử lý. Đáng tiếc là Vấn Thiên Quân khởi động pháp trận, cuối cùng cũng đi đến thế giới này, hắn muốn đơn giản đánh chết Dạ Ngọc Mị và đưa Nguyệt Thanh Nhã quay về. Nhưng lúc này hắn căn bản không ngờ mình chẳng có cơ hội được thấy lại Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã, vì chỗ này có một cao thủ độ kiếp kỳ là Cơ Thanh Ảnh chờ sẵn. Khoảnh khắc khi pháp trận mở ra thì cũng là lúc tuyên cáo vận mệnh của Vấn Thiên Quân, Cơ Thanh Ảnh không cho đối phương chút cơ hội nào, người này vừa mới thông qua pháp trận,
còn chưa thấy được Cơ Thanh Ảnh thì đã bị giết chết, hình thần câu diệt. Sau này dù là thế giới nào cũng không còn sự tồn tại của Vấn Thiên Quân. Còn Cơ Thanh Ảnh, nàng cuối cùng cũng về đến Đại Lục Tiên Vân, nhưng nàng vẫn bảo trì sự liên lạc thông qua nữ hoàng mất trí Cơ Thanh Ảnh, chính là một sự ràng buộc của nàng với thế giới này. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Hạ Thiên chợt cảm khái, hắn không biết Vấn Thiên Quân và Bách Thiên Lang ở Đại Lục Tiên Vân làm những gì mà chậm trễ vài tháng, mà hắn cũng không muốn đi tìm hiểu, hắn chỉ biết Vấn Thiên Quân đã chết, sau này sẽ không còn người trên Đại Lục Tiên Vân đến đây quấy rối nữa. Hạ Thiên chậm rãi duỗi tay phải, sau đó hắn siết chặt nắm đấm, lúc này đại điện cách đó không xa đã tan thành bụi phấn, sau đó gió thổi lên, tất cả tan thành mây khói như chưa từng xuất hiện. Nàng sẽ quay lại. Trong mắt Hạ Thiên chợt lóe lên hình bóng xinh đẹp của Cơ Thanh Ảnh, hắn chợt phát hiện mình nhớ nàng. Hạ Thiên khẽ thở ra một hơi, hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện trên thần tiên đảo. Trên bờ cát có một nhóm cô gái mặc bikini đang chơi đùa với nhau, có vài cô đánh bóng chuyền trên bờ cát, Liễu Mộng đang chạy khắp nơi tìm người đánh nhau, ngay cả Ngải Vi Nhi và Isabella vừa đến cũng nhanh chóng gia nhập. Ngoài những người đang chơi đùa thì còn có vài giai nhân tiên nữ đang làm người xem, Nguyệt Thanh Nhã mặc áo bào trắng, Dạ Ngọc Mị dù trời nóng vẫn mặc thiên kết phụ y, Mị Nhi có chút giống chị em của Dạ Ngọc Mị, còn có Cố Hàm Sương mặc đạo bào, cuối cùng là Lãnh Băng Băng sau 2 tháng nữa sẽ sinh nở. Giải quyết rồi sao? Dạ Ngọc Mị quay đầu nhìn Hạ Thiên và nhàn nhạt hỏi. Đã giải quyết. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đi đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị, kéo nàng và Nguyệt Thanh Nhã vào lòng. Thần tiên tỷ tỷ, em chân dài, ngày mai tôi sẽ đưa mọi người đi dạo phố. Đi đâu dạo phố? Liễu Mộng chạy đến. Tiên nữ trong lòng, giai nhân trước mắt, Hạ Thiên nhìn những hình bóng trước mặt mà thật sự thỏa mãn, hắn rõ ràng là đàn ông sướng nhất thiên hạ. Chương 1472, tên tội phạm truy nã đặc biệt nhất. Thời gian trôi qua khá mau, đảo mắt đã là vài năm. Ngày mùng 5 tháng 5 cảnh sát thành phố Giang Hải mời họp toàn thể nhân viên. Hội nghị lần này được tổ chức vì một mệnh lệnh của thượng cấp, chính là đuổi bắt những tội phạm truy nã trên toàn quốc, mà Cục Công an thành phố Giang Hải cũng phải có những bố trí của mình. Lúc này Hoàng An Bình đứng trên đài, hắn chính là vị cục trưởng vừa được đề bạt, lúc này hắn tự mình phụ trách bố trí hành động. Tư liệu về hành động lần này đều nằm trên tay mọi người, tôi tin bây giờ mọi người cũng đã đọc xong rồi, tôi sẽ nói ra vài vấn đề về tính nguyên tắc. Hoàng An Bình quét mắt nhìn đám cảnh sát đang ngồi trên trong phòng. Tôi tin tưởng mọi người đều biết, vì sự cố gắng của tất cả các đồng nghiệp mà thành phố Giang Hải chúng ta là một trong các thành phố an toàn nhất nước. Vài năm gần đây Giang Hải rất ít khi phát sinh đại án, đồng thời những tội phạm truy nã ở Giang Hải những năm qua đều bị đội công tác đặc biệt của Băng Băng bắt sạch. Vì vậy hành động lần này đối với Cục Công an chúng ta cũng khá nhẹ nhàng, chúng ta chỉ cần bắt lấy những tên tội phạm của vùng ngoài đến đây, đặc biệt là tội phạm truy nã của những vụ án lớn, mọi người chịu khó theo sát vào. Hoàng An Bình dừng lại một chút rồi bổ sung. Khoảng thời gian gần đây mọi người sẽ khá vất vả, cần phải điều tra thật chặt các phòng khách sạn trong địa bàn, cảnh sát giao thông cũng phải điều thêm xe đi tuần, đặc biệt là xem xét các xe đến từ vùng miền khác. Tóm lại một câu, tôi hy vọng thành phố Giang Hải vẫn là thành phố có trị an tốt nhất, tôi không hy vọng những phần tử tội phạm từ bên ngoài đến phá hoại hoàn cảnh tốt đẹp này. Nếu có phát hiện đám tội phạm thì lập tức bắt ngay, hành động cụ thể sẽ nghe theo lời lãnh đạo trực tiếp. Nếu ai không hiểu gì thì cứ hỏi tôi, hoặc sau khi tan họp hỏi lại thượng cấp. Cùng lúc này có một viên cảnh sát trẻ giơ tay lên. Cục trưởng, tôi có một vấn đề. Hỏi đi. Hoàng An Bình dùng giọng ôn hòa nói, người này là Lý Chính Cương, là một sinh viên trinh sát hình sự của Đại học An ninh, từ tỉnh ngoài đến. Hoàng An Bình thấy đối phương là nhân tài nên trực tiếp điều đến tổ trọng án. Cục trưởng, tôi vừa xem xét tư liệu. Tôi phát hiện kẻ đứng đầu hàng cần truy nã là Hạ Thiên đang thường trú ở thành phố Giang Hải chúng ta, vì sao chúng ta không điều phối cảnh sát đến bắt người? Lý Chính Cương dùng giọng rõ to nói. Lý Chính Cương vừa nói ra những lời này thì toàn trường chợt yên tĩnh, vài trăm ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng một giây sau bọn họ lại nhìn về phía một người khác, đó là một nữ cảnh sát cực kỳ khiêu gợi và xinh đẹp, cô cảnh sát này tên là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng đã hơn 30 nhưng vẫn như 20. Người khác càng già càng xấu nhưng nàng càng già càng trẻ đẹp, vì vậy mà có người cho nàng danh hiệu Hoa hậu cảnh sát. Trong Cục Công an thành phố Giang Hải thì địa vị của nàng cũng tương đối siêu nhiên, dù nàng chỉ là đội trưởng một đội công tác đặc biệt, nhìn thì có vẻ là chức vị không cao nhưng ai cũng biết dù là cục trưởng như Hoàng An Bình cũng phải khách khí với nàng.
Thật ra trên cơ bản thì mỗi vị cảnh sát đều biết Hạ Thiên, cũng biết Lãnh Băng Băng có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng Lý Chính Cương vừa đến không lâu lại không biết điều này. Vô tình mọi người thấy có cuộc vui để xem, Lý Chính Cương ở đây lên tiếng muốn bắt chồng của Lãnh Băng Băng, không biết Lãnh Băng Băng có đánh đối phương một trận rồi ném ra khỏi cục công an hay không. Nhưng bọn họ nhanh chóng thất vọng, Lãnh Băng Băng rõ ràng không có phản ứng, sau đó bọn họ cũng trở nên thoải mái, rõ ràng nàng không thèm quan tâm đến một tiểu nhân vật như Lý Chính Cương, nếu không thì quá coi trọng đối phương rồi. Hoàng An Bình cảm thấy mặt mũi đen như than, hắn phát hiện mình thật sự nhìn lầm, tưởng rằng Lý Chính Cương là nhân tài, hóa ra chỉ là một thằng ngu. Dù hắn là người ngoài thì cũng đã đến đây một thời gian, rõ ràng đến bây giờ còn chưa biết Hạ Thiên là ai. Tất nhiên nếu đã biết Hạ Thiên là ai mà còn hỏi như vậy thì rõ ràng là càng ngu ngốc đến cực điểm. Còn ai có vấn đề khác không? Hoàng An Bình không trả lời vấn đề của Lý Chính Cương, hắn quét mắt hỏi, nhưng hắn cũng không cho ai cơ hội mà vung tay lên nói. Được rồi, không còn vấn đề gì thì tan họp, tất cả các đại đội của phân cục quay về sắp xếp hành động, mỗi ngày nhớ báo cáo cho tôi. Hoàng An Bình nói xong thì nhanh chóng bỏ đi, cũng không thèm nhìn Lý Chính Cương, mà rất nhiều người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Chính Cương, tiểu tử này trước nay luôn may mắn vì được cục trưởng coi trọng, rõ ràng là tương lai vô lượng. Nhưng bây giờ thì tốt, rõ ràng là tự hủy đi tương lai của mình. Lý Chính Cương cũng không ngốc, hắn nhanh chóng từ ánh mắt mọi người mà cảm thấy không đúng, vì vậy hắn cũng không hỏi lại điều gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp nhìn đám người, hy vọng có ai giải thích cho mình. Đáng tiếc là đám người đi qua bên cạnh nhưng không ai thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của hắn, thậm chí sau khi thấy thì nhanh chóng lảng đi nơi khác. Chỉ sau nháy mắt thì mọi người đã đi sạch, chỉ còn lại một mình Lý Chính Cương đứng ngây ngốc ở nơi đó. Một vị cảnh sát trung niên vốn đã đi ra khỏi cửa, khi thấy Lý Chính Cương đứng ngây người nơi đó thì thở dài quay lại. Tiểu Lý, đi thôi, còn đứng ngây ở đây làm gì? Chúng ta ra ngoài uống trà. Vị cảnh sát trung niên này là Vương Hải, là người cùng tổ với Lý Chính Cương trong tổ trọng án. Tất nhiên nói là hợp tác nhưng thực tế lại là sư phụ của Lý Chính Cương, vì vậy người khác bỏ mặc Lý Chính Cương nhưng hắn lại không thể. Cảm ơn chú Hải. Lý Chính Cương tỏ ra cảm kích. Đồng thời cũng rất mê hoặc. Chú Hải, chú có thể nói cho cháu biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cháu nói sai lời rồi sao? Đi ra ngoài trước, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Vương Hải cũng không trả lời ngay vấn đề của Lý Chính Cương. Lý Chính Cương khẽ gật đầu, sau đó hắn cùng theo Vương Hải rời khỏi cục công an, đi đến một quán trà trước cổng. Sau khi hai người ngồi vào bàn của mình, Lý Chính Cương không nhịn được phải hỏi. Chú Hải, rốt cuộc cháu nói sai ở điểm nào? Tiểu Lý, cậu chưa từng nghe qua chuyện gì về Hạ Thiên sao? Vương Hải khẽ nhíu mày. Thật sự chưa từng nghe qua, chú Hải, hắn chẳng lẽ không phải là tội phạm truy nã? Lý Chính Cương vội vàng hỏi. Vương Hải lắc đầu lộ ra nụ cười khổ. Đây cũng là lỗi của tôi vốn tưởng rằng ở thành phố Giang Hải không ai không biết đến Hạ Thiên, tôi cũng quên cậu là người ngoài, nên không nói cho cậu biết. Ôi, Tiểu Lý! Cậu cũng không may, cũng may mà đội trưởng Lãnh không so đo với cậu, nếu không thì cậu đừng hòng tiếp tục công tác. Đội trưởng Lãnh, Lãnh Băng Băng sao? Vẻ mặt Lý Chính Cương chợt biến đổi. Có liên quan gì đến chị ấy? Hạ Thiên chính là chồng của đội trưởng Lãnh. Vương Hải liếc mắt nhìn Lý Chính Cương. Tiểu Lý, Hạ Thiên dù là một trong những tội phạm truy nã hàng đầu nhưng có một số việc mà ai cũng hiểu, tuy hắn là tội phạm nhưng không ai thật sự đi bắt. Vì hắn là chồng của Lãnh Băng Băng sao? Lý Chính Cương không phục, trong lòng lại cảm thấy không đáng, một hoa hậu cảnh sát xinh đẹp như vậy mà đi theo một tên tội phạm truy nã sao? Tiểu Lý, cậu không biết đâu, ở Giang Hải và thậm chí là thế giới, những gì liên quan đến Hạ Thiên đều là truyền thuyết, mà thành phố Giang Hải chúng ta là nơi an toàn nhất cũng vì hắn có mặt ở đây, đồng thời cục trưởng Hoàng lên làm cục trưởng cũng vì hắn. Nếu nói không khoa trương, không có Hạ Thiên sẽ không có một thành phố an toàn như Giang Hải, không những tỷ lệ tội phạm nơi đây thấp nhất, ngay cả đám sát thủ cũng không tiếp nhận nhiệm vụ ở đây, vì bọn họ sợ vì không cẩn thận mà đụng phải Hạ Thiên và vợ hắn. Trên mặt Vương Hải lộ ra vẻ sùng kính. Cậu biết tập đoàn thần y không? Cậu biết trung tâm nuôi trẻ cơ nhỡ Giang Hải không? Cậu biết chuỗi bệnh viện y nhân các không? Những thứ này đều là của Hạ Thiên, điều đáng lên án duy nhất của hắn là quá lăng nhăng. Hắn có nhiều vợ nhưng ít ra vẫn là một người đàn ông có thể tôn kính, ít nhất thì cả thành phố Giang Hải cũng phải cảm ơn hắn, cảm ơn vì hắn tạo ra hoàn cảnh tốt ở nơi này.
Lý Chính Cương ngây người một lúc lâu, sau đó hắn mới nói. Chú Hải, nếu đã như vậy thì sao lại trở thành kẻ đứng đầu truy nã? Cậu biết tội danh truy nã của hắn là gì không? Vương Hải hỏi một câu. Lý Chính Cương lắc đầu. Trong tư liệu không nhắc đến. Vì không thể nào nhắc đến. Vẻ mặt Vương Hải có chút cổ quái. Thực tế ai cũng biết Hạ Thiên bị truy nã vì chuyện trùng hôn, mà sở dĩ hắn trở thành một kẻ bị truy nã hàng đầu vì trước nay chưa ai bắt được hắn. Tội trùng hôn. Lý Chính Cương chợt choáng váng, trên đời cũng có kẻ bị truy nã như vậy sao, đúng là quá khó tưởng. Cậu cũng cảm thấy khó tưởng phải không? Vương Hải cười nhạt một tiếng. Thật ra cái gọi là truy nã này cũng vì một vị thủ trưởng trong thủ đô tỏ ra bất mãn vì Hạ Thiên mà thôi, vì vị thủ trưởng này có hai nha đầu bảo bối đều bị Hạ Thiên nắm vào. Trong tay, vị thủ trưởng kia cũng không phải thật sự muốn đối phó với Hạ Thiên, vì vậy chỉ có thể truy nã hắn, nhưng ai cũng biết đừng nói là vị thủ trưởng kia không làm gì được Hạ Thiên, dù thật sự có đến cũng không ai bắt được. Vì vậy ngay từ lúc đầu đã không ai coi đó là sự thật, cũng chỉ có cậu là người đầu tiên nói muốn bắt Hạ Thiên mà thôi. Lý Chính Cương cảm thấy mình quá xui xẻo. Một lát sau Lý Chính Cương lại không nhịn được phải hỏi. Chú Hải, vị thủ trưởng kia là ai? Là vị thủ trưởng họ Triệu, biết là được, đừng nói ra. Cậu cũng đừng lo, tìm cơ hội nhận sai với cục trưởng, mà đội trưởng Lãnh cũng không truy cứu đâu, sau này sẽ không có vấn đề. Vương Hải chậm rãi nói. Lý Chính Cương chợt choáng váng, thủ trưởng họ Triệu, đây không phải là truy nã vì bị trùng hôn. Còn là đứng đầu danh sách truy nã, chỉ cần nhìn vào đó thì thấy Hạ Thiên rõ ràng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vương Hải cảm khái một câu, chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt thế này cũng đủ cho Hạ Thiên trở thành truyền thuyết. Chương 1473, giấy chứng minh thân phận thật sự. Thời gian tiếp tục trôi qua, nháy mắt đã đến tháng 12, nhiệt độ thành phố Giang Hải gần như về không. Trên đường lớn ở thành phố Giang Hải cứ mỗi đoạn lại có một nhóm cảnh sát đứng kiểm tra. Còn có cảnh sát xách súng đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát những chiếc xe chạy qua. Những trạm kiểm soát như vậy được thiết lập rất nhiều trên các con đường ở thành phố Giang Hải, đơn giản vì thành phố Giang Hải vừa phát sinh một chuyện lớn, có kẻ vừa mới cướp tiền của một khách hàng vừa rút tiền từ ngân hàng đi ra, sau đó còn cướp xe chạy mất. Đã 3 năm qua ở thành phố Giang Hải chưa từng xảy ra vụ cướp nào như vậy, đâu là vụ đầu tiên, vì thế mà cảnh sát phong tỏa cả thành phố, tiến hành bắt cho được tên tội phạm. Trước mắt cảnh sát còn chưa có được hình ảnh của tên tội phạm, vì vậy mọi người đều yêu cầu cực kỳ cẩn thận, phải không bỏ sót bất kỳ điều gì. Một trạm kiểm soát trên đường, hai viên cảnh sát đang xem xét chứng minh đều đến từ Cục Công an quận Đông, là một già một trẻ, cả hai đều họ Cao nhưng không phải cha con cũng chẳng thân thích, nhưng ai cũng gọi bọn họ là Lão Cao và Tiểu Cao. Đường này cũng không có quá nhiều xe qua lại, vài phút mới có một chiếc chạy qua, nhiệm vụ của Lão Cao và Tiểu Cao cũng coi như thoải mái. Trên đường cũng không xuất hiện tình huống đứng chắn kiểm tra chứng minh mà kẹt xe. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lão Cao mở miệng hỏi. Đã 2 giờ từ khi vụ cướp phát sinh. Tiểu Cao trả lời. 2 giờ rồi à, khá tốt, vẫn còn 10 giờ nữa. Lão Cao khẽ thở ra. Nhất định phải phá án trong 10 giờ sao? Tiểu Cao không nghĩ ra. Vụ án lớn thế này, ai có thể đảm bảo sẽ phá án nhanh như vậy được? Tiểu Cao, cậu không hiểu. Nếu trong vòng 12 giờ mà chúng ta không phá án được thì sẽ không ẩn tiếp tục. Lão Cao lắc đầu nói. Sao vậy chứ? Tiểu Cao rất buồn bực. Lão Cao không nói gì, vì lúc này có một chiếc xe chạy nhanh đến, một chiếc Volvo rất bình thường. Khi thấy cảnh sát yêu cầu dừng xe, chiếc Volvo dừng lại, cửa xe hạ xuống một nửa, một bàn tay trắng nõn từ bên trong thò ra, trên tay là một tờ giấy chứng minh. Lão Cao tiếp nhận và nhìn thoáng qua. Sau đó vẻ mặt biến đổi, hắn khom lưng đưa trả lại. Xấu hổ quá, quấy rầy ngài, mong ngài đi thong thả. Bàn tay kia lấy giấy chứng minh quay về, của sổ xe lại đóng, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Chú Cao, sao cho đi như vậy? Tiểu Cao chợt ngây người, phải biết rằng những chiếc xe trước đó đều kiểm tra cực kỳ cẩn thận, hận không thể tra ba đời của khổ chủ, nhưng lúc này Lão Cao vừa nhìn qua giấy chứng minh thì đã cho đi, đây là quá không hợp lý rồi. Tiểu Cao không đợi Lão Cao trả lời mà hỏi tiếp. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm, vừa rồi không phải là giấy chứng minh. Đó là giấy chứng minh. Lão Cao nhìn chiếc Volvo đã đi xa, vẻ mặt có chút kỳ dị. Nhưng đó là giấy chứng minh không tầm thường, là một giấy chứng minh biểu hiện cho thân phận, có một tờ giấy chứng minh như vậy cũng là thân phận cực kỳ cao quý.
giấy chứng minh thân phận thật sự. Tiểu Cao chợt ngây người, hắn hạ thấp âm thanh. Chú Cao, chú nói đó là giấy chứng minh của người ở thần tiên đảo sao? Đúng vậy. Lão Cao khẽ gật đầu. Vì vậy tôi mới cho chiếc xe kia đi qua. Tiểu Cao lập tức thoải mái, sau đó hắn dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Chú Cao, giấy chứng minh kia là đảo số mấy? Số 2. Lão Cao trả lời. Chú Cao, chú từng gặp người nào có giấy chứng minh số 1 chưa? Tiểu Cao tò mò hỏi lại. Không có, thần tiên đảo số 1 đều là đại nhân vật, chúng ta rất khó nhìn thấy. Lão Cao lắc đầu rồi lại cảm khái. Nếu tôi có một tờ giấy chứng minh như vậy thì quá tốt. Giang Hải có một thần tiên đảo, mà thần tiên đảo là chỗ ở của Hạ Thiên, những người có giấy chứng minh ở thần tiên đảo số 1 đều là vợ của Hạ Thiên, thần tiên đảo số 2 chính là nha hoàn và thị nữ. Theo lời đồn thì những nha hoàn và thị nữ thật ra cũng là nữ nhân của Hạ Thiên, còn thần tiên đảo số 3 chính là người hầu, mà Lão Cao và Tiểu Cao cũng chỉ có thể gặp được người có giấy chứng minh thần tiên đảo số 3 mà thôi. Chú Cao, đúng rồi, vì sao phải phá án trong vòng 12 giờ? Tiểu Cao lại tiếp tục chủ đề trước đó. Nhà họ Sở thông báo với cảnh sát, nếu không phá án được sau 12 giờ, bọn họ sẽ tiếp nhận vụ án. Lão Cao có chút bất đắc dĩ. Tiểu Cao thật sự không nói gì hơn, hắn biết Sở Giao người quản lý Sở Môn chính là một người có giấy chứng minh thần tiên đảo số 1. Trong một khách sạn xa hoa ở thành phố Giang Hải, ở đại sảnh Yến Tiệc Lầu 2, lúc này khách đã đến ngồi chật, tất cả nhân vật nổi tiếng của thành phố Giang Hải đều đã đến. Đơn giản vì hôm nay nơi đây có tổ chức tiệc cưới, nhân vật chính là con của Bí thư tỉnh ủy Bình Hải. Bí thư tỉnh ủy Bình Hải có họ Phương, người này vừa đến nhận chức vài tháng trước, mà công tử của vị bí thư này năm nay đã 30, hôm nay là tiệc cưới của vị Phương công tử này. Nghe nói tân nương cũng có địa vị không nhỏ, tuy không phải là con của cán bộ cao cấp nhưng cha lại là thương nhân lớn. Hôn lễ vốn được cử hành lúc 7 giờ nhưng giờ đã quá lố mà chưa bắt đầu. Điều này làm cho đám khách bắt đầu nghị luận ầm lên. Sao còn chưa bắt đầu? Sẽ không có gì xảy ra đấy chứ? Ai biết được, tôi cũng nghi ngờ có vấn đề, đã qua nửa giờ rồi mà chưa thấy người dẫn chương trình, không biết có bắt đầu không? Chẳng lẽ cô dâu bỏ chạy? Đừng nói mò, tân nương ở đằng kia, hơn nữa đây là gả cho công tử bí thư tỉnh ủy, ai ngu mà chạy? Điều này cũng không đúng, tôi cảm thấy tám phần là tân nương đổi ý. Hoặc là chú rể đổi ý, tóm lại là có người đổi ý. Không đến mức đấy chứ. Anh xem, đây không phải là cô dâu chú rể sao? Bọn vẫn còn tốt mà. Hừ, các anh chỉ giỏi đoán mò, tôi có được tin tức chuẩn xác, là vì bí thư Phương đang tiếp một vị khách quan trọng. Chẳng lẽ là chủ tịch quốc gia? Sao có thể, bí thư Phương dù có mặt mũi thế nào cũng không thể để cho chủ tịch nước chạy đến đây. Đám người lén nghị luận. Sau đó chợt phát hiện vị bí thư Phương kia tiến vào cửa với vẻ mặt vui vẻ, ai cũng nhìn ra cửa, lại thấy có một người phụ nữ xuất hiện. Một người phụ nữ nhìn qua có vẻ rất trẻ, có lẽ chưa đến 20 nhưng nhìn vào khí chất trầm ổn thì có lẽ là hơn 30. Người phụ nữ này rất đẹp, nàng vừa xuất hiện thì đã làm cho tân nương và cả những cô gái trong bữa tiệc trở nên ảm đạm. Người phụ nữ này mặc áo khoác ngoài, tuy rộng thùng thình nhưng lại không thể nào che giấu được tướng mạo kinh người và đường cong lung linh. Nếu nhìn qua thì thấy quần áo là hàng xịn, nếu nhìn kỹ thì thấy thật sự là những thứ quý giá. Kiều tiểu thư, nào để chị phải tự mình đến đây? Bí thư Phương chạy đến trước mặt người phụ nữ kia vơi vẻ mặt cung kính, còn có chút cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Bí thư Phương, hôm nay là ngày thành hôn của công tử, tôi đến tặng chút lễ vật cũng là điều nên làm. Kiều tiểu thư cười nhạt một tiếng, sau đó nàng đưa cho bí thư Phương một chiếc hộp. Đây là một phần lễ mọn. Xin hãy nhận lấy. Điều này, Kiều tiểu thư đến đã làm cho chúng tôi hãnh diện, sao còn có thể thu lễ từ chị? Bí thư Bình cố gắng tỏ ra không có chút bộ dạng giống bí thư một tỉnh. Nhận lấy đi, tôi còn có việc, cũng không ở lại lâu. Kiều tiểu thư nói, sau đó xoay người bước đi. Kiều tiểu thư đi thong thả. Bí thư Phương thu lễ vật rồi cung kính đưa mắt nhìn Kiều tiểu thư bỏ đi. Tình cảnh này làm cho đám người trợn mắt há mồm. Kiều tiểu thư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kiều tiểu thư vừa rồi khỏi nơi đây, hôn lễ lập tức bắt đầu, tất nhiên cũng có người lén hỏi nhau. Kiều tiểu thư là ai? Trong thành phố Giang Hải có nhiều kiều tiểu thư lắm sao? Chẳng lẽ là Kiều tiểu kiều? Không đúng, tôi đã gặp Kiều tiểu kiều. Anh nói đùa sao, Kiều tiểu kiều sao có thể tự mình đến?
nhưng bây giờ rõ ràng bí thư Phương rất có thể diện, Kiều tiểu thư đến coi như thật sự vinh hạnh. Mà vị tiểu thư này là ai? Cô ta là Kiều Hoàng Nhi, đã từng là một trong những vệ sĩ của Kiều Tiểu Kiều, bây giờ là quản gia của thần tiên đảo. Sao, quản gia của thần tiên đảo? Hèn gì? Đúng vậy, thà làm nô bộc thần tiên còn hơn làm quan thế tục, một người hầu bình thường của thần tiên đảo cũng có thân phận hơn cả các vị quan lớn, hơn nữa đó lại là quản gia. Đồng thời Kiều Hoàng Nhi cũng không chỉ là quản gia, giấy chứng minh ghi rõ nàng ở thần tiên đảo số 2, có lẽ cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Anh nói xem. Hạ Thiên có bộ dạng thế nào, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Tôi cũng vậy, những năm qua Hạ Thiên chưa từng xuất hiện, nghe nó phần lớn thời gian đều ở trên thần tiên đảo. Nếu được anh ấy vừa ý thì quá tốt. Tỉnh lại đi, cô so ra vượt mặt Kiều Hoàng Nhi sao? Tất cả những người vợ của Hạ Thiên đều đẹp hơn Kiều Hoàng Nhi. Tôi không nói muốn làm vợ của Hạ Thiên, chỉ là muốn một cái giấy chứng minh ở thần tiên đảo số 3 mà thôi. Cô cho rằng mình là ai? Một giấy chứng minh như vậy ai mà chẳng muốn, đã từng có người muốn làm giả như vậy và bán đi với giá trên trời, nhưng đáng tiếc là tên kia không có số dùng tiền, tên mua chứng minh cũng không tiếp tục được xài tiền của mình. Sau này không ai dám làm giả, cũng không ai dám mua. Vì thế mà chuyện chiếc giấy chứng minh như vậy trở thành truyền thuyết. Chương 1474, mọi người vì hắn mà thay đổi. Một chiếc xe buýt du lịch vừa chạy ra khỏi thành phố Mộc Dương. Sau khi Thanh Phong Sơn được khai phá thì huyện Mộc Dương phát triển rất mạnh, vài năm trước đã là thành phố Mộc Dương, lúc này huyện thành nhỏ năm xưa đã là một thành phố cấp trung. Thanh Phong Sơn do công ty du lịch Thanh Phong Sơn phụ trách, bây giờ người thường chỉ biết giám đốc là Vân Thanh, một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, mà bọn họ còn biết thêm một chuyện, đó là ở thành phố Mộc Dương, dù là chủ tịch thành phố gặp mặt Vân Thanh cũng phải chào hỏi khách khí. Khác biệt với những khu du lịch ở các địa phương khác luôn do chính quyền chủ đạo. Chuyện khai phá Thanh Phong Sơn luôn do công ty của Vân Thanh làm chủ đạo, tất cả quá trình đều biểu hiện mặt bảo vệ môi trường, là khai phá bảo vệ thật sự. Dưới sự nỗ lực của Vân Thanh, Thanh Phong Sơn thật sự trở thành tiên cảnh nhân gian. Khu du lịch Thanh Phong Sơn còn có một quy định đặc biệt, đó chính là từ thành phố Mộc Dương đến Thanh Phong Sơn chỉ có thể đi lên tàu điện chuyên dụng hoặc xe buýt, hoặc đi xe đạp. Tất nhiên nếu có người tình nguyện đi bộ là không có vấn đề. Nhưng nếu tự mình chạy xe lên Thanh Phong Sơn thì tuyệt đối không cho phép, dù là xe công vụ cũng chỉ khi nào được ban quản lý khu du lịch cho phép mới được cấp giấy thông hành tạm thời để đi vào. Nghe nói quy định như vậy vì Vân Thanh sợ nhiều xe tiến vào sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí Thanh Phong Sơn. Lúc bắt đầu có nhiều người không muốn, nhưng bây giờ bọn họ cơ bản đã tiếp nhận quy định này, đã từng có một chiếc xe của tỉnh ngoài bị chặn, cũng không được nhận giấy thông hành. Nghe nói xe công vụ rất ít khi được vào. Trên cơ bản thì chỉ khi có phát sinh án ở khu du lịch thì xe cảnh sát mới được vào, còn người khác, dù là lãnh đạo đến thị sát cũng chỉ có thể ngồi xe buýt. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với xe riêng của công ty du lịch chúng tôi là hướng dẫn viên Dương San, mọi người có thể gọi tôi là hướng dẫn Dương hoặc trực tiếp gọi là Dương San, hôm nay tôi sẽ cho mọi người có một ngày cực kỳ vui vẻ thoải mái. Trên xe buýt có một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp đang giới thiệu Thanh Phong Sơn cho mọi người. Ngày xưa Dương San là một cô gái bán kiều quả, bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành ưu nhã. Nàng vốn có thể tìm được công tác tốt nhưng vẫn về quê làm hướng dẫn viên du lịch, nàng nhiệt tình giới thiệu quê hương của mình. Có rất nhiều người nghe nói Thanh Phong Sơn là nơi được tiên nữ che chở bảo vệ, mà cũng vì có sự che chở của tiên nữ mà chỗ này mới chính thức thành tiên cảnh nhân gian. Vài năm qua có rất nhiều chim chóc di trú đến đây, dù là mùa đông cũng có thể thấy hoa tươi nở rộ trên Thanh Phong Sơn. Là giả phải không? Một người đàn ông trẻ tuổi chen lời. Không, đây là thật, tôi nói rõ với mọi người, tiên nữ thật sự tồn tại, chỗ này thật sự không nên nói những lời bất kính với tiên nữ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Những chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, vì vậy tôi không hy vọng trong số các vị khách nơi đây không ai dẫm lên vết xe đổ. Dương San nói với vẻ mặt rất trịnh trọng. Đáng tiếc Dương San có hảo tâm nhắc nhở nhưng lại bị người ta xem nhẹ, vì vậy mà có du khách lên tiếng. Tôi cũng không tin thật sự có tiên nữ, nếu có tôi sẽ cướp làm vợ. Dương San vuốt trán, nàng có chút đau đầu, vì nàng thấy vị khách kia đã ngã lăn ra hôn mê. Đám người trong xe hô lên kinh hoàng, một số người không khỏi cảm thấy lo lắng. Mọi người đừng lo lắng, anh ấy chỉ tạm thời hôn mê mà thôi, sẽ không có gì, nhưng anh ấy nhất định sẽ khó thể tiếp tục thưởng thức tiên cảnh nhân gian. Dương San thở dài. Tôi nói rồi, đây là vùng đất được tiên nữ che chở.
ngàn vạn lần không nên khinh nhờn tiên nữ, nếu không cũng chẳng đơn giản là hôn mê vài ngày như vậy mà thôi đâu. Trong thôn Thanh Phong có rất nhiều người coi chuyện tiên nữ là truyền thuyết, nhưng Dương San thì khác, nàng đã chính thức gặp tiên nữ, nàng đã từng gặp qua người đàn ông cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, nàng còn biết người đàn ông kia chính là chồng của tiên nữ, vì vậy bây giờ nàng kiêm cả chức vụ thị nữ của tiên nữ, khi tiên nữ đến Thanh Phong Sơn thì nàng sẽ phục thị tiên nữ. Dương San vẫn là một hướng dẫn viên du lịch, nhưng nàng cũng không chỉ là một hướng dẫn viên du lịch, người đàn ông kia đã thay đổi cuộc sống của nàng. Một trường trung học đệ nhất thành phố Mộc Dương. Lúc trạng vạng tối thì Thạch Thuần đi ra khỏi trường, cô gái nhỏ bệnh tật năm xưa bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp điên đảo chúng sinh, gương mặt tuyệt mỹ, tư thái quyến rũ, còn có khí chất thoát tục xuất trần, tất cả làm nàng thu hút ánh mắt của mọi người. Dù là những hành động nhỏ của nàng cũng làm cho người ta phải chú ý. Thật ra trong thành phố Mộc Dương có rất nhiều người có ý với Thạch Thuần nhưng bọn họ không dám, vì nàng có một người chị là Vân Thanh. Thực tế ba giờ nàng và Vân Thanh được xưng là hai đóa hoa Mộc Dương. Thạch Thuần. Một nam sinh cao lớn anh Tuấn đuổi theo sau lưng Thạch Thuần. Thạch Thuần quay đầu lại có chút mất hứng, nàng nhìn nam sinh kia và nói. Này, tôi đã nói rõ rồi, tôi không thích anh. Thạch Thuần, tôi chỉ muốn biết rõ, tôi không tốt ở chỗ nào. Nam sinh anh Tuấn cố gắng lên tiếng. Anh rất tốt, đẹp trai, thành tích tốt, cha anh là bí thư thị ủy. Nhưng dù anh là thế nào thì tôi cũng không thích. Bây giờ tôi nói rõ với anh, nếu còn quấn lấy tôi, cẩn thận tôi cho ăn đòn. Thạch Thuần có chút mất hứng. Thạch Thuần, có phải cô thích người khác rồi không? Tên nam sinh anh Tuấn kia hỏi. Đúng vậy. Thạch Thuần dứt khoát trả lời. Hắn là ai? Tên nam sinh anh Tuấn đề cao âm điệu. Thạch Thuần không trả lời mà xoay người bỏ đi. Tên nam sinh anh Tuấn tiếp tục đuổi theo. Nhưng hắn vừa tiến lên thêm vài bước thì Thạch Thuần xoay người đá đối phương ngã xuống. Tôi đã nói rồi, đi theo tôi sẽ đánh. Khi thấy Thạch Thuần hóa thân thành thiếu nữ bạo lực thì đám người xung quanh kinh ngạc ngây người, sau khi đánh người thì nàng tiếp tục đi về phía trước điềm nhiên như không. Cuối cùng thì cũng là phàm nhân, anh rể hại mình quá nặng, mình bây giờ phải đi đâu để tìm kẻ xứng đôi đây. Thạch Thuần thật sự phàn nàn, anh rể chữa trị và làm nàng không còn là người phàm phu tục tử. Vì vậy mà nàng thật sự chướng mắt với đám đàn ông khác. Chẳng lẽ phải đi cướp chồng với chị? Thạch Thuần có chút bức bối, anh rể có quá nhiều vợ rồi. Đại học Giang Hải. Hoa hậu giảng đường lại đánh nhau, mọi người mau đến xem. Có người lớn tiếng hô lên, sau đó nhiều người chạy về phía sân vận động. Hoa hậu giảng đường đánh nhau hầu như đã là một cảnh hay của Đại học Giang Hải, cứ vài ngày thì hai vị hoa hậu lại đánh nhau một trận, đánh cho trời đất tối đen. Một trong hai vị hoa hậu giảng đường này có tên là Tô Bối Bối, bây giờ là nghiên cứu sinh, còn một vị là Vương Tiểu Nha, nàng bây giờ hầu như giống hệt Triệu Vũ Cơ, nhưng dáng người càng nóng bỏng hơn, nàng đang học năm ba, nghe nói nàng và Tô Bối Bối kia là một cặp oan gia. Nghe nói năm xưa bọn họ học ở trường tiểu học, trung học Giang Đại Phụ đều liên tục đánh nhau, sau này Tô Bối Bối lên đại học trước, Vương Tiểu Nha còn học trung học, hai bên dừng lại 2 năm, đến năm thứ ba thì Vương Tiểu Nha vào đại học. Các nàng lại bắt đầu đánh nhau. Cũng không ai biết các nàng đánh nhau vì điều gì, có người nói hai bên so xem ai đẹp hơn, có người nói cả hai đang cướp chồng, nhưng bây giờ bọn họ thật sự không quan tâm, vì xem mỹ nữ đánh nhau cũng là một cảm giác hưởng thụ rất vui sướng. Đoàn người vào sân vận động, sau đó thì bọn họ có chút ngạc nhiên, không đúng, hôm nay sao kết thúc nhanh như vậy. Hơn nữa là Tô Bối Bối thua, phải biết rằng trước kia hai bên đều đánh rất lâu, căn bản là bất phân thắng bại. Vương Tiểu Nha, cô đúng là không biết xấu hổ. Tô Bối Bối dùng ánh mắt căm tức nhìn Vương Tiểu Nha, bộ ngực cao ngất có chút phập phồng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô lên giường với Tiểu Sắc Lang phải không? Nếu không thì sao lại lợi hại như vậy? Này, cô mới không biết xấu hổ, tôi là vợ của Hạ Thiên ca ca, tôi lên giường với anh ấy thì sao? Tôi không giống cô, rõ ràng muốn quyến rũ Hạ Thiên ca ca nhưng lại tỏ ra mình là thuần khiết. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Cô không phục thì đi tìm Hạ Thiên ca ca, đáng tiếc là Hạ Thiên ca ca không nhất định thích cô. Cô thì tính là thứ gì? Cô chẳng qua chỉ là sản phẩm thay thế của chị Vũ Cơ mà thôi. Tô Bối Bối cũng không kém. Tô Bối Bối, cô ghen ghét tôi thì có, Hạ Thiên ca ca bây giờ rất thích tôi. Vương Tiểu Nha lại không tức giận, lúc này nàng đánh thắng nên rất vui. Tôi là đại nhân không chấp tiểu nhân, hôm nay tôi không chơi với cô, tôi về vui đùa với Hạ Thiên ca ca vui hơn.
Vương Tiểu Nha nói đi là đi, chỉ sau nháy mắt đã biến mất. Đại sắc lang Hạ Thiên, tôi ghét anh. Tô Bối Bối căm giận mắng một câu. Chuyên mục của kênh thể thao đài truyền hình thành phố Giang Hải, Triệu Thanh Thanh đang được tiếp nhận phỏng vấn. Triệu Thanh Thanh được vinh danh là Đông Phương Nữ Hiệp, trong vài năm đã khiêu chiến với vô số cao thủ thế giới, chiến đấu hơn 100 lần, chưa từng bại. Nhưng chính cô ta lại tự xưng là Hiệp nữ Hạ Thiên, còn vì sao nàng lại thích như vậy thì không ai rõ. Triệu Tiểu Thư, nghe nói cô muốn khiêu chiến với Hạ Thiên nên gọi là Hiệp nữ Hạ Thiên, có phải vậy không? Người dẫn chương trình dùng giọng hiếu kỳ hỏi. Không phải. Triệu Thanh Thanh lắc đầu. Hạ Thiên là tên người, tôi là hiệp nữ thuộc về Hạ Thiên. Triệu Tiểu Thư, nghe nói nguyện vọng lớn nhất của cô là phát huy võ học ra toàn thế giới, vậy cô biết môn võ nào là mạnh nhất không? Người dẫn chương trình chợt ngẩn ngơ, nàng lại hỏi. Không phải. Triệu Thanh Thanh lại lắc đầu. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là làm vợ bé của Hạ Thiên. Đám khán giả chợt xôn xao. Triệu Thanh Thanh nhớ đến một người đàn ông, trong lòng thầm sầu não, sư phụ, bây giờ ta đã rất hấp dẫn, sao không đến rước đi? Cuộc sống của Triệu Thanh Thanh vì Hạ Thiên mà thay đổi, nhưng hắn có thấy được sự thay đổi đó không? Chương 1475, ta là Hạ Lãnh Đại kết cục. Trong thành phố Giang Hải có một trường học rất nổi tiếng, nó gọi là trường quý tộc Minh Nhật. Nếu nói về học phí thì trường này là đệ nhất thành phố Giang Hải, không hổ danh là trường quý tộc, nhưng đó không phải là nguyên nhân để trường này nổi tiếng. Thật ra nó không phải là đắt nhất mà còn là loạn nhất. Nói nếu về phần cứng thì nơi này dạy học rất tốt, phương tiện tốt nhất thành phố Giang Hải, nhưng học sinh chỗ này thì quá hư. Học sinh trong trường nếu không phải con nhà phú quý thì cũng là con nhà quan, dù sao cũng không có đứa nào tốt, những đứa tốt sẽ không đến đây học, mà đám đến đây học sẽ chẳng tốt đẹp gì, đều là loại bất trị. Chỉ cần nhìn vào một sự việc đơn giản cũng có thể thấy đám học sinh ở trường này thối nát thế nào. Ngôi trường chỉ có học sinh tiểu học này mỗi năm đều có ít nhất 2 vị nữ sinh mang thai. Sáng hôm nay có một cậu bé nam đi vào trường quý tộc, hắn khoác túi sách, bộ dạng lại như chưa tỉnh ngủ, đứng ở trước cổng còn ngáp vài cái. Tiểu tử, mới đến à? Đúng lúc này có 3 đứa trẻ khác xuất hiện trước mặt đứa trẻ xách túi, 3 đứa bé này không quá lớn, chỉ 11-12 tuổi, 2 nam 1 nữ, 1 đứa béo, 1 đứa bốn mắt, còn một nữ sinh phát dục khá sớm. Mà lên tiếng chính là nữ sinh phát dục sớm. Tiểu tử, đang hỏi mày kìa. Tên béo thúc giục. Cậu em, nói mau, chú chuẩn bị theo ai? Tên nam sinh bốn mắt cũng lên tiếng. Cậu bé đeo túi sách vẫn chưa lên tiếng thì tên mập đã cướp lời. Chú em, theo anh lăn lộn giang hồ, bố anh là một trong 10 đại phú hào Giang Hải, anh đảm bảo với chú cứ theo anh là ăn no uống say, chơi dọc thiên hạ, không sợ thằng nào, bố anh là... Tên béo còn chưa nói xong thì tên nam sinh bốn mắt đã lên tiếng cắt đứt lời. Cậu em, đừng nghe thằng mập này, nó chỉ là con nhà giàu mà thôi, bố anh là phó cục trưởng, ông nội anh là phó chủ tịch tỉnh, con bà nó anh vừa giàu lại vừa có quyền, thằng nào chơi lại anh. Chú cứ theo anh là lên hương. Tên nam sinh bốn mắt còn chưa nói xong thì nữ sinh phát dục đã lên tiếng cắt ngang. Cắt, chúng mày nói gì vậy, tiểu tử, theo bản cô nương đây. Dù là con nhà quan hay con nhà giàu đều không phải sẽ chui vào quần chị sao? Chị nói cho chú biết, chị là nữ sinh ngon hàng nhất trường này, chú theo chị tha hồ mà sướng. Đứa bé trai đeo túi sách nói. Nhàm chán. Này, tiểu tử, chú mày dám nói các anh chị nhàm chán sao? Chú khai báo tên đi. Không đúng, bố chú tên gì? Để anh cho bố anh đến đánh đòn. Tên mập hoan nghênh. Tao là Hạ Lãnh, Hạ trong Hạ Thiên, Lãnh trong Lãnh băng băng. Cậu bé nam lười biếng nói. Hoan nghênh đến đánh ông già tao. Tên con bà gì vậy? Cái gì? Hạ, hạ, hạ. Tên mập không cho là đúng nhưng sau đó chợt nhớ đến điều gì đó, bắt đầu lắp bắp. Hạ Lãnh, Hạ trong Hạ Thiên, cha mày là Hạ Thiên. Tên bốn mắt cũng sợ hãi. Mẹ mày là Lãnh băng băng. Nữ sinh phát dục sớm cũng khủng hoảng. Đừng làm phiền tao, bây giờ tao phải đi tìm chỗ ngủ. Hạ Lãnh ngáp một cái rồi đi vào bên trong. 3 người vội vàng mở đường cho Hạ Lãnh đi qua. Đợi đến khi Hạ Lãnh đi về phía trước cả chục mét, đột nhiên 3 người kia có phản ứng, bọn họ chạy theo. Đại ca, thu em làm tiểu đệ đi. Đại ca, em tình nguyện làm trâu ngựa cho anh. Con bà nó, mày có thể làm ngựa sao? Bà đây mới có thể làm ngựa cho đại ca cưỡi. Hạ Lãnh không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước, nó chỉ để lại một câu.
các chú nết có tư cách làm tiểu đệ của anh. Ba tên kia chợt ủ rũ, không tiếp tục đuổi theo. Thần tiên đảo. Này, vẫn chưa chịu dậy à? Dạ Ngọc Mị nhìn tên đàn ông nằm trên giường mà có chút bất mãn. Cậu không dậy cũng chẳng sao, mau buông tiểu nhã ra, tôi muốn cùng cô ấy đi ăn khuya. Em chân dài, mới sáng sớm mà ăn khuya cái gì? Hạ Thiên ôm vòng eo của Nguyệt Thanh Nhã, lại thuận tay kéo cả Dạ Ngọc Mị, hắn có chút tò mò. Tôi đi New York ăn khuya không được sao? Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tối qua sắc lang chết tiệt này vẫn làm không biết mệt, đã nhiều năm trôi qua, chỉ cần hắn đến đây làm cho hai người bọn họ một đêm mất ngủ. Em chân dài, nếu không thì đợi đến tối tôi sẽ cho mọi người ăn khuya. Hạ Thiên lại dùng tay lục lọi. Nghĩ hay nhỉ, tôi và Tiểu Nhã đã sớm quyết định, trước tiên đi New York, sau đó đến dạo phố ở Hong Kong, thuận tiện còn đi đến Rome. Dạ Ngọc Mị nói ra vài địa danh. Hạ Thiên nghe mà thấy chóng mặt, hắn quay đầu nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Thần tiên tỷ tỷ, em chân dài đang gạt tôi sao? Cũng không gạt cậu, được rồi, tôi và Tiểu Mị thật sự phải ra ngoài dạo một chút. Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên cười nói. Được rồi. Hạ Thiên chỉ có thể buông các nàng ra, chưa đến một lúc sau thì cả hai đã mặc quần áo chỉnh tề và biến mất. Hạ Thiên cũng nhanh chóng rời giường, hắn lóe người vào một gian phòng khác. Chồng, tôi đang chuẩn bị đi làm. Lãnh Băng Băng đã mặc đồng phục cảnh sát rất chỉnh tề. Băng Băng, tối hãy đi làm. Hạ Thiên ôm eo của nàng, bắt đầu cởi đồng phục cảnh sát. Để tôi điện thoại trước đã. Lãnh Băng Băng dịu dàng nói, nàng biết hôm nay đúng là khó thể đi làm. Đến tối. Trong yêu tinh biệt huyền trên thần tiên đảo, bây giờ cũng không còn là tiểu yêu tinh, nàng đang hăng hái chiến đấu trên bàn làm việc của mình. Giang Sơn dễ đổi tính nết khó rời, mãi đến hôm nay tiểu yêu tinh vẫn không từ bỏ thói quen thức đêm ngủ ngày, bây giờ Hạ Thiên cũng không cưỡng cầu nàng sửa chữa, dù sao với tu vi của nàng thì đổi giữa ngày và đêm cũng không lo lắng. Xem chiêu của tiểu yêu tinh ta đây, ha ha. Tiểu yêu tinh có chút đắc ý. Em tính là một người sao? Âm thanh của Hạ Thiên vang lên, hắn nhìn trong phòng của tiểu yêu tinh mà dở khóc dở cười, vợ tiểu yêu tinh đã luyện chế ra quá nhiều phân thân, không phải vì dùng nó để hầu hạ Hạ Thiên mà là vì hack, kết quả là trong thế giới hacker có thêm nhiều người mới. Chồng chồng, em vốn là một người, các nàng đều là em mà thôi. Tiểu yêu tinh thấy Hạ Thiên thì rất vui, hắn giao chuyện chiến đấu cho phân thân, còn nàng thì lao vào lòng Hạ Thiên. Chồng chồng, gần đây em như luyện chế nhiều phân thân quá nên hơi mệt. Anh nếu không có gì thì san cho em chút công lực. Ai bảo em luyện chế nhiều như vậy làm gì, cũng không ai luyện chế phân thân như em. Hạ Thiên lắc đầu, bàn tay tiến vào trong quần áo của tiểu yêu tinh, nếu nàng muốn thu công thì hắn cho một chút, dù sao thì công lực của hắn cũng là vô cùng. Buổi sáng vài ngày sau, Hạ Thiên nằm trên bờ cát, Mỹ Nhi nằm trong lòng hắn, tối hôm qua bọn họ lại ra đây nằm ngủ. Hạ Thiên, đúng lúc này âm thanh dồn dập vang lên. Hạ Thiên đứng lên, hắn nhìn người tới mà có chút buồn bực. An tâm, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Nữ hoàng bệ hạ xảy ra chuyện, cô ấy gọi anh đến. An tâm vội vàng nói. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, hắn lóe người trên bờ cát và xuất hiện trong tầm cung của Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh đang mặc cung trang xanh biếc ngồi trên giường, nhìn như rất bình thường. Ta không sao. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ta đã trở về. Là cô. Hạ Thiên ngây người, âm thanh kia giống như đến từ nơi xa xôi, có chút xa lạ nhưng hắn nghe và biết đó là âm thanh từng là của yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh, là Cơ Thanh Ảnh đang ở Đại Lục Tiên Vân. Có chuyện cần ngươi quyết định. Cơ Thanh Ảnh chậm rãi nói. Thân thể của ta và cô ấy đang dung hợp, nhưng cô ấy không tình nguyện dung hợp, ta muốn hỏi ngươi, ngươi hy vọng chúng ta dung hợp hay tách ra, nếu lúc này tách ra thì sau này sẽ là hai người, sẽ không thể nào dung hợp lại. Tách ra đi. Hạ Thiên trả lời không chút do dự, hắn cho ra quyết định vì nhiều năm qua hắn sớm coi nàng là một người phụ nữ độc lập, không phải là phân thân. Được. Cơ Thanh Ảnh đồng ý, một giây sau trước mặt Hạ Thiên xuất hiện hai Cơ Thanh Ảnh tuyệt sắc giống nhau như đúc. Sau này chúng ta sẽ giống như hai chị em sinh đôi có linh cảm tương thông, nếu không bằng cô ấy gọi là Cơ Thanh Thuần, ta là Cơ Thanh Ảnh, ta tin ngươi thích cô ấy hồn nhiên như vậy. Tôi không có ý kiến, chỉ cần hỏi cô ấy có thích hay không là được. Hạ Thiên cũng thật sự không có ý kiến. Tôi thích. Cơ Thanh Thuần cười thản nhiên. Sau này tôi là Cơ Thanh Thuần.
vậy sau này các người ở cùng một chỗ. Hạ Thiên nhìn hai mỹ nữ tuyệt sắc giống nhau như đúc mà trong lòng có chút cảm giác khác thường. Được, cả hai cùng trả lời. Trong thành phố Giang Hải có lưu truyền một truyền thuyết, mỗi khi Hạ Thiên đến thì sẽ diệt ác và thuận tiện cứu vớt mỹ nữ, nhưng đây dần là truyền thuyết vì đã chẳng còn ai đã từng được gặp lại Hạ Thiên. Bọn họ cũng không biết bây giờ phần lớn thời gian của Hạ Thiên đều ở trên thần tiên đảo, bây giờ hắn không thích ra ngoài làm loạn, hắn chỉ thích cùng thần tiên tỷ tỷ, cùng em chân dài, cùng Tiểu Kiều và Lãnh Băng Băng, còn có những bà vợ khác trải qua cuộc sống thần tiên. Tất nhiên các bà vợ cũng hay đi dạo chơi nhưng bình thường không phải là thành phố Giang Hải mà là khắp nơi trên thế giới. Hạ Thiên cũng dần thích ứng với truyền thuyết hiện tại, trong đó hắn là một cao thủ đệ nhất, còn là thần y đệ nhất, là đệ nhất phú hào. Hắn có rất nhiều thứ đệ nhất nhưng quan trọng là một người đàn ông hạnh phúc đệ nhất. Ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Câu nói này có lẽ là khó quên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện.